Mến chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Top Truyện Hay Nghe Mê Say đăng ký ngay. Hôm nay, chúng ta cùng bị hy đến với phần 2 của bộ truyện Vợ hiền của tổng tài của tác giả Thiển Toái Hoa. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hoàng Hân Nguyệt nhìn vẻ mặt người vừa nói, nghe được trong lời nói của bà ấy đụng chạm đến Lâm Vĩnh Mặc, tức giận nói không ra lời, cả người phát run, kéo Lâm Vĩnh Mặc qua, duy trì tư thái mười phần, căm tức mở miệng nói châm chọc. Vương phu nhân, anh ấy là bạn trai con, con không dẫn bạn trai về nhà, chẳng lẽ dẫn người muốn bán con về ở chung một chỗ sao? Hoàng Hân Nguyệt tức giận, ngay cả gì cũng không gọi, trực tiếp gọi là phu nhân. Có thể thấy được, rất bất mãn đối với bà ấy. Lâm Vĩnh Mặc cảm thấy vừa buồn cười vừa cảm động. Anh phát hiện lúc này, Hoàng Hân Nguyệt xa lạ như vậy, lại đáng yêu như thế, giống như một con gà trọi. Nhưng mà anh thích. Này, Lâm Vĩnh Mặc, anh so sánh hoàng hân nguyệt thành con gà trọi ba mẹ cô ấy sẽ nghĩ sao chứ nơi này một người được người khác gọi là phu nhân ít nhất cũng phải có kiến thức có tài sản tình cảnh gia đình nhà vương tiếu vân này nơi nơi ai cũng biết bà hà đột nhiên được gọi là phu nhân có bao nhiêu trân trọng có bao nhiêu tức giận ánh mắt tất cả mọi người vốn là đang nhìn về phía lâm vĩnh mặc có chút không tốt nhất thời bởi vì lời nói của hoàng hân nguyệt nhìn về phía mẹ của vương tiếu vân gì mà phu nhân chứ Hân Nguyệt con nói cái gì vậy đây không phải là gì quan tâm con sao còn có con nói như vậy là có ý gì cái gì mà bán bạn bè Tiểu Vân nhà chúng ta đã làm cái gì nào vậy thì phải đi hỏi con gái nhà gì rồi bình thường Hoàng Hân Nguyệt nói chuyện đều là lời nói nhỏ nhẹ bây giờ một bộ dáng la to đã phá vỡ suy nghĩ của cha mẹ Hoàng ngay cả hàng xóm cũng sợ choáng váng đây là Hoàng Hân Nguyệt bọn họ biết sao đây là cô gái ngoan ngoãn Hoàng Hân Nguyệt sao Bình thường mẹ Vương cũng bởi vì Con gái được mọi người khen ngợi Trước kia Hoàng Hân Nguyệt nhìn thấy bà Đều là thân mật gọi bà là gì Có lúc trong tay có lễ vật gì Cũng sẽ đưa cho bà Thấy bà cũng là một bộ dáng rất tôn kính Hôm nay chuẩn bị con bé Châm chọc như vậy Hơn nữa bà cảm thấy con gái tốt của mình Bị Hoàng Hân Nguyệt vũ nhục ngay trước mặt hàng xóm Lửa giận trong lòng bốc lên nhất thời đầu óc mơ hồ bắt đầu la mắng hoàng hân nguyệt cô chính là một người không có mắt nếu không có tiếu văn nhà chúng ta chăm sóc cô cô cho rằng cô có thể đi thi nếu không phải tiếu văn nhà chúng ta chiếu cố cô cô đã sớm bị bắt nạt thành cái dạng gì rồi nếu không có tiếu văn nhà chúng ta bây giờ cô cũng không biết chết là thế nào đâu tôi cũng không biết hân nguyệt nhà chúng tôi là chết thế nào nhưng chúng tôi biết con trai con gái của chúng tôi thậm chí có vật gì tốt con gái nhà chúng tôi cũng sẽ chia cho nhà các người một phần nói con gái của chúng tôi sao còn chưa nói sách vở bài tập mấy năm nay đồ vật trong phòng con gái nhà mấy người mỗi một món không phải là của con gái nhà tôi đưa qua sao dừng một chút mẹ hoàng tức giận run người lại tiếp tục nói lần trước con trai của tôi về nước mua những thứ châu báu kia một món ít nhất cũng phải mấy vạn cũng đã đưa cho cô ta cũng có ngoại tệ nhà ai hào phóng như vậy vô thân tứ cố đưa các người từng món một như quà tặng ngược lại người lại nói chúng ta Nhìn con gái nhà mình trước mặt đã bị khi dễ như vậy, sau lưng sẽ bị khi dễ thành bộ dạng gì. Nhất thời trong lòng bà Hoàng cảm thấy đau, đau từng trận. Bà cho là, bà cho là con gái của bà ít nhất sẽ được chăm sóc, nhưng cũng sẽ không bị bắt nạt. Nhưng mà bà sai rồi, con gái không những không được chăm sóc, hơn nữa còn bị bắt nạt. Mẹ Hoàng nói xong, hàng xóm xung quanh thở ra từng ngụm khí. Bọn họ đã nói mà, tại sao mấy năm nay cuộc sống nhà bà Vương càng ngày càng tốt, thì ra là muốn cho Vương Tiểu Vân chăm sóc Hoàng Hân Nguyệt thật tốt mà đưa đồ, thật không nghĩ tới mà. Rốt cuộc là ai nuôi ai, công đạo trong lòng người. Nhưng mọi việc Vương Tiểu Vân làm với tôi và Hân Nguyệt, tôi sẽ truy cứu luật pháp. Phiền các người nói lại với Vương Tiểu Vân một tiếng, đừng tưởng rằng không có chứng cứ, tôi sẽ không làm được gì cô ta. Lâm Vĩnh mặc nói xong quay người, nói với cha mẹ Hoàng. Chú, gì chúng ta vào nhà nói chuyện thôi khuôn mặt hà phu nhân nhất thời đỏ bừng không biết là do tức giận hay là do cảm thấy mất thể diện ba hoàng đứng ở cửa nhìn hết tất cả mọi thứ rõ ràng mặc dù ông tức giận nhưng lý trí vẫn còn thấy hân nguyệt xông lên sợ có chuyện gì nhưng người con trai này lại ngăn ở vị trí phía trước có thể để cho hân nguyệt trực tiếp đối mặt cũng có thể đảm bảo con gái không bị thương hơn nữa lúc bà xã mình đẩy hân nguyệt lên thì cậu ta cũng đứng ở bên cạnh có thể thấy được người này cũng không tệ lắm trong lòng ba hoàng lập tức cho anh mấy phần thiện cảm vào đi ba hoàng là người cuối cùng đi vào nhà ông đứng ở cửa nói với hàng xóm mấy ngày nữa nhà chúng tôi sẽ dọn đi cảm ơn mọi người mấy năm nay đã chiều cố nói xong cửa rắc một tiếng đóng lại mẹ hoàng nghi ngờ hỏi chúng ta đang ở đây rất tốt tại sao phải dọn nhà ba hoàng đi tới ghế sofa bên cạnh ngồi xuống tức giận nói vừa mới nháo thành như vậy bà nói chúng ta còn có thể ở đây được nữa sao Hương Chi con trai cũng đã mua nhà lâu lắm rồi Chúng ta còn chưa từng đi lần nào Thật ra thì buổi sáng Con trai đã gọi điện thoại cho ông Ông cảm thấy đây cũng là lúc dọn nhà Tương lai bọn họ còn phải giúp chăm sóc cháu nội Cháu ngoại Cũng không thể ở chỗ này cả đời được Bởi vì lời nói buổi sáng của Hoàng Hân Nguyệt Ông bà Hoàng đã quyết định dọn nhà Hoàng Hân Nguyệt lôi kéo Lâm Vĩnh Mặc Trên mặt nụ cười lặng lẽ nói Nhà mới của chúng ta cách Lâm gia cũng không xa Đều là nằm trong khu chung cư vẻ mặt Lâm Vĩnh Mặc cưng chiều, mỉm cười gật đầu một cái, bày tỏ anh đã sớm biết. Cha Hoàng giải thích với mẹ Hoàng xong, lúc này mới quay đầu nhìn lại Lâm Vĩnh Mặc còn đang đứng, tức giận nói: "Để đồ xuống đi, mời ngồi." "Cha, mẹ, đây là quà Vĩnh Mặc mua cho hai người." Hoàng Hân Nguyệt vừa nhìn thấy mẹ Hoàng thì kích động khóc. Kiếp trước, cô nhìn thấy bởi vì chuyện này mà mẹ Hoàng lo lắng bạc tóc, cha Hoàng cũng lo lắng cơ thể mệt muốn chết. Kiếp này cha mẹ còn khỏe mạnh Ngay cả tóc cũng đen bóng Cô có thể không kích động sao Để xuống đi Ba Hoàng nói xong Lâm Vĩnh Mặc đặt lễ vật lên bàn Mẹ Hoàng rót trà cho bạn họ Bốn người ngồi xuống ghế Hai đứa bắt đầu gặp gỡ từ khi nào Tại sao lại biết nhau Người nào giới thiệu Ba mẹ con Thầy ba Hoàng hỏi Lâm Vĩnh Mặc Giống như thẩm vấn phạm nhân Hoàng Hân Nguyệt hạ quyết tâm nhắm mắt lại Nín thở lại hô lên chúng con đã có em bé nói xong toàn bộ thế giới an tĩnh lại hoàng hân nguyệt mở mắt chỉ thấy ba mẹ hoàng đen mặt gắt gao trợn mắt lườm cô một cái sau đó nhìn qua lâm vĩnh mặc lâm vĩnh mặc sờ đầu vợ mình trong lòng vừa cảm động lại đau lòng đây là nhà vợ của anh lớn lên hôm nay lại ngăn ở trước mặt anh không có cái gì để cho anh đau lòng hơn chuyện này cha không phải là chú gì Lâm Vĩnh Mặc kêu theo thói quen, lúc trước gọi là chú gì cũng rất khó gọi, thiếu chút nữa đã gọi nhầm. Dừng một chút anh nói, con và Hân Nguyệt đã biết nhau 5 năm, chúng con đã quen nhau 3 tháng, là quen ở nhà hàng Tây. Nói xong, Lâm Vĩnh Mặc còn nháy mắt mấy cái, trong lòng Hoàng Hân Nguyệt đã cười vui vẻ, nhưng mà vừa nghĩ tới, bọn họ đã biết 5 năm, đó là chuyện của kiếp trước, lúc đó bọn họ kết hôn là cô 24 tuổi, Lâm Vĩnh Mặc 30 tuổi, sau đó Lâm Vĩnh Mạc chết ở tuổi 34 Nghĩ tới đây cô ản đạm cúi đầu Lâm Vĩnh Mạc nhân cơ hội nắm lấy tay của cô Nghiêm túc nói Chú, gì con và Hân Nguyệt là nghiêm túc Hy vọng hai người có thể cho con cơ hội này Huống chi đứa nhỏ không thể không có cha Có con là được sao Có đứa con tôi là cậu nó không thể nuôi nổi Đúng không Hoàng Tân Duy cầm trong tay cái chìa khóa Bộ mặt tức giận đỏ bừng Vừa nhìn thấy Lâm Vĩnh Mạc càng tức giận dậm chân bạn tốt, thì ra là anh, tôi còn tưởng là tên khốn nào, lại dám đánh chủ ý lên em gái tôi, thì ra là cậu. Buổi sáng, Hoàng Tân Duy phái người điều tra Vương Tiếu Vân, thuận tiện tra bên người còn có ai bắt nạt em gái mình. Không nghe thì không biết, vừa nghe đang làm việc ở công ty, cả người nổi trận lôi đình. Em gái của anh lại bị cô gái Vương Tiếu Vân kia bắt nạt đến mức như vậy. Anh còn chưa kịp uống một hớp nước, vội vàng chạy đến trường học. Lại biết được một người đàn ông xa lạ đã đón đi, lại càng sợ hơn. nếu không phải triệu giao giao nói đi đến bên cha mẹ bên này xem một chút, anh cũng sẽ không đứng ở bên ngoài nghe lén lâu như vậy. lúc này triệu giao dao vừa mới chạy đến ngoài cửa, mẹ hoàng đứng lên đi ra ngoài đón. ngoài cửa truyền đến giọng nói gấp gáp của triệu giao giao, thậm chí còn mang theo run rẩy. ô, hân nguyệt ở chỗ này sao? đi vào nhanh lên, vào uống miếng nước nào. mẹ hoàng thuận tay đóng cửa lại. chỉ chốc lát sau, triệu giao giao đã được mẹ hoàng dẫn vào. Vừa nhìn thấy Lâm Vĩnh Mặc, Triệu Giao Giao có chút ngoài ý muốn. Hoàng Hân Nguyệt đứng lên chào hỏi một tiếng. Hân Nguyệt, em không sao là tốt rồi, hù chết chị và anh trai của em. Hoàng Hân Nguyệt nhìn sắc mặt Triệu Giao Giao tái nhợt bởi vì lo lắng, có chút xin lỗi. Thật xin lỗi, để cho mọi người lo lắng rồi. Hoàng Tân Duy vỗ bàn một cái, chỉ chỉ Hoàng Hân Nguyệt, lại chỉ vào Lâm Vĩnh Mặc nói. Muốn kết hôn với em gái tôi, lấy thành ý của Lâm gia các người. Hoàng Hân Nguyệt lo lắng nhìn Lâm Vĩnh Mặc một cái. Kiếp trước, quan hệ của bọn họ còn có thể để cho người trong nhà hòa hoãn một chút. Ở dưới ánh mắt nhà họ Hoàng, bọn họ kéo dài hơn một năm mới kết hôn. Bây giờ lại còn nghiêm trọng hơn so với kiếp trước. Lâm Vĩnh Mặc cho Hoàng Hân Nguyệt một ánh mắt an tâm, cười đứng lên. Tần Duy, mình và Hân Nguyệt là nghiêm túc. Nếu nói lấy ra thành ý, như vậy mình ở lại nhà họ Hoàng. Đợi đến khi Hân Nguyệt sinh xong đứa bé mới nhắc lại chuyện kết hôn. Cậu cảm thấy thế nào? Hoàng Tân Duy càng thêm tức giận, anh chỉ cái mũi Lâm Vĩnh Mặc, cái tay còn lại chống hông, la lớn, "Cậu nghĩ cũng hay lắm. Không thể được sao? Chú gì? Sao sớm hôm nay con và Hân Nguyệt đã đi bệnh viện kiểm tra?" Cha mẹ Hoàng nghe được anh nói như vậy, vội vàng nhìn về phía anh, ánh mắt kia còn có chút mừng rỡ. Lúc này, Hoàng Tân Duy cũng là làm ra vẻ, nhưng mà trong lòng anh vẫn không thoải mái được. Khi em gái ra đời, anh cũng mới 10 tuổi, khi đó đã hiểu chuyện rồi cộng thêm khi đó công việc của cha mẹ hoàng cũng khá bể bộn có thể nói hoàng hân nguyệt là do anh nuôi lớn trong lòng anh có thể thoải mái được sao sắc mặt cha hoàng càng thêm đen nhìn con gái liếc mắt đưa tình với người đàn ông kia ông cảm thấy tức giận khó khăn lắm mới nuôi lớn đứa con gái được như vậy khó trách nói sinh con gái là của người ta không sai nhìn đi ông tức giận như vậy con gái lại chỉ lo cho tiểu tử xa lạ kia trên đời này lúc nào cũng có người sắm vai phản diện có người đóng vai xấu mặc dù mẹ hoàng thấy hai cha con bọn họ gấp gáp nhưng đề tài này càng ngày càng sai hướng bây giờ mấu chốt nhất là con gái nhà mình đã có em bé bọn họ phải làm sao đây được rồi được rồi mỗi người bớt một câu thôi bây giờ hân nguyệt đã có đứa nhỏ chúng ta cũng đã là ông ngoại bà ngoại rồi hai đứa kết hôn tương lai nếu như tiểu tử này dám làm chuyện có lỗi với hân nguyệt nhà chúng ta hai cha con các người chẳng lẽ trơ mắt nhìn hân nguyệt bị bắt nạt sao hai cha con gật đầu một cái đó là điều đương nhiên nếu như tên tiểu tử này dám làm chuyện có lỗi với hân nguyệt nhà bọn họ hai cha con bọn họ cũng không phải là người ngồi không thu phục cha mẹ hoàng xong kế tiếp chuyện này đã dễ dàng hơn rất nhiều ngày hôm sau lâm vĩnh mặc gọi điện cho công ty chuyển nhà giúp cha mẹ hoàng dọn nhà sáng sớm vương tiếu vân nhận được cuộc điện thoại gọi tới của mẹ mình trong lòng cô lại luống cuống Ngày hôm qua gặp phải người đàn ông ở trường học kia Ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm Giống y như nhìn người chết Vĩnh viễn cô sẽ không bao giờ quên được Ngày hôm qua thật vất vả Mới thuyết phục được chính mình Ngày đó bọn họ làm chuyện kia Hoàn toàn không lưu lại một dấu vết gì Anh ta hoàn toàn không thể có chứng cứ được Nhưng hôm nay Mẹ nói rõ ràng cho cô chuyện hôm qua Xảy ra với nhà họ Hoàng Vốn cho là bọn họ chỉ nói xuông mà thôi Nhưng mà lúc sáng sớm bọn họ dọn nhà Vương Tiểu Vân không thể không luống cuống. Trong điện thoại, bắt đầu quát lớn mẹ mình, ngay cả ký túc giá cũng bởi vì tiếng quát của cô mà nhíu mày bất mãn, chỉ là cũng không ai dám nói gì. Những năm này, Vương Tiểu Vân liều mạng lấy lòng Hoàng Hân Nguyệt. Hơn nữa, trên người cô ta có rất nhiều trang sức, đều là có được từ trên người Hoàng Hân Nguyệt. Bọn họ cũng không phải là không biết. Nhưng mà thế này coi như xong, Hoàng Hân Nguyệt, người ta cũng không có lỗi với cô ta. Nhưng mà nhìn việc cô ta làm với Hoàng Hân Nguyệt, mấy bạn học cùng lớp có lòng muốn khuyên Hoàng Hân Nguyệt, nhưng Hoàng Hân Nguyệt này là một cô gái ngốc. Họ đã khuyên bảo, họ đã làm chuyện nên làm, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, đã coi như là hết tình hết nghĩa, những chuyện khác họ cũng không quản được. Ngay lúc vẻ mặt Vương Tiểu Vân đang nói đỏ bừng, có người gõ cửa bên ngoài cửa ký túc xá. Bạn học đứng ở gần cửa đang ngáp, tâm tình rất không tốt đi mở cửa. Đúng vậy, buổi sáng sớm bị giọng nói này la to đánh thức, tâm tình của họ sao có thể ổn chứ? Chỉ là cửa ký túc xá vừa mở, ngẩn người, Hoàng Hân Nguyệt cầm bữa ăn sáng sơ lên cười nói. Thế nào, không hoan nghênh mình đi vào sao? Không có, chẳng qua là... Cô quay đầu nhìn Vương Tiểu Vân vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, khó khăn nói. Hân Nguyệt, nếu như cậu tìm Tiểu Vân, cô ấy đang có điện thoại. À, cậu chờ một chút rồi hãng quay trở lại. Thật ra thì cửa mở là bạn cùng phòng, thật không muốn để cho Hoàng Hân Nguyệt nghe được nội dung cuộc nói chuyện bên trong. Phải nói là có lúc không biết, đó cũng là một loại hạnh phúc. Hoàng Hân Nguyệt ngẩn người, ngó đầu vào bên trong giò xét, chỉ nghe giọng nói cực kỳ tức giận của Vương Tiểu Vân la to vào cái điện thoại di động. Điện thoại di động trong tay cô ta là quà sinh nhật mấy tháng trước Hân Nguyệt đưa cho, cũng phải mấy nghìn tệ. Lúc ấy Hoàng Hân Nguyệt bỏ tiền ra, cũng là cam tâm tình nguyện. Hoàng Hân Nguyệt luôn hào phóng, đối tốt với bạn bè, luôn vui vẻ đối với bạn cùng lớp. Cho tới bây giờ cũng không nói xấu sau lưng người khác hoặc là xung đột với người khác. Ngược lại Vương Tiếu Vân ỉ vào Hoàng Hân Nguyệt có tiền, ai cũng xem thường. Cho nên rất nhiều bạn học không hề thích cô ta. Lâu ngày Vương Tiếu Vân ở chung một chỗ với Hoàng Hân Nguyệt cũng bị mọi người lây sang chán ghét. Hoàng Hân Nguyệt nhếch môi cười lạnh. Vương Tiểu Vân tính toán cô, ngược lại chưa bao giờ che giấu ở trước mặt bạn học chỉ có cô ngây ngốc còn tin tưởng. Trước kia rất nhiều bạn học đã cảnh cáo cô, trong lòng Vương Tiểu Vân không tốt như cô nghĩ đâu, để cho cô cẩn thận, còn trực tiếp đối đáp Vương Tiểu Vân, bắt cô ta đáp lời, nhưng mà trong lòng cô vẫn tin tưởng cô ta, cô cảm thấy bạn bè thì nên tin tưởng lẫn nhau, bạn bè có thể làm bạn cả đời, nhưng mà cô lại quên một điều, có một bạn bè trước mặt vừa nói vừa cười, sau lưng đã đâm một dao. Hôm nay không phải mình tới tìm cô ấy, dù sao chúng ta cũng ở cùng ký túc xá nửa năm, đây là bữa sáng mình mua, mời mọi người. Nói xong, khoa tay múa chân một cái cười nói. Chỉ có bốn phần thôi, còn cô ta đang gọi điện mình mặc kệ. Được rồi, mình phải đi gặp giáo sư báo cáo đã. Nói xong quay người phất phất tay, để lại các bạn học vẫn còn đang sững sờ, Năm đó, sống cùng với bọn họ nửa năm ở ký túc xá, nếu không phải Vương Tiểu Vân luôn luôn oán trách bạn cùng phòng, sống chung không tốt thế này thế kia, trước mặt mẹ Hoàng, cha Hoàng, bọn họ cũng sẽ không mua cho cô nhà trọ bên ngoài, mà càng thêm dễ dàng cho Vương Tiểu Vân cách ly cô với tất cả bạn học. Ngược lại, cô lại cho rằng ý kiến của cô ta là hay, nhưng mà sau này tất cả sẽ không giống nhau nữa. Nghĩ tới đây, trên mặt cô mỉm cười nhưng trong mắt một màn lạnh lẽo như thế kia thế nào cũng không che giấu được. Cô đi tới phòng của giáo sư, giáo sư còn chưa tới, cô đứng ở bên ngoài chờ. Sáng sớm hôm nay, nếu không phải là nhận được cuộc điện thoại của thầy để cho cô tới trường học một chuyến, chắc lúc này cô còn đang ngủ nướng. Ngày hôm qua, mặc dù có thể nói cha mẹ và anh trai không có sắc mặt tốt với Lâm Vĩnh Mặc, nhưng đó cũng là từ tiếng sấm lớn trở thành tiếng sấm nhỏ. Người khác cô không biết, chỉ là nhất định sẽ không giống ngày hôm qua, vượt qua kiểm tra dễ dàng được. Nhưng Lâm Vĩnh Mặc thì tương đối dễ dàng, bởi vì anh hai Lâm Gia cũng chính là anh trai của Lâm Vĩnh Mặc, Lâm Vĩnh Văn là bạn học cùng lớp với anh trai cô. Năm đó, anh của cô chạy nghiệp vụ khắp nơi, tìm vay mọi chỗ. Nhưng mà thứ nhất là không ai cho mượn, thứ hai là ngân hàng không chịu cho vay. Sau đó Lâm Vĩnh Văn nghe được chuyện này, nói chuyện với cha Lâm một cái. Cha Lâm tìm người điều tra một phen mới rót vốn cho anh phát triển. Năm đó chỉ gặp anh trai của cô một lần Anh ấy đã nói Tương lai tiền đồ của tiểu tử này rất sáng Không có giới hạn Thật đúng là bị anh ấy nói đúng Mấy năm này thấy công việc làm ăn của anh cô Càng ngày càng lớn Trong tay cô đều là quà tặng Thẻ ngân hàng càng ngày càng nhiều Như vậy thì càng làm cho Vương Tiếu Vân đỏ mắt Từ nhỏ cô được giáo dục Đều là theo nề nếp cũ Sẽ không ngủ lang bên ngoài Cũng không thích đi nơi phồn hoa Điều vui vẻ nhất chính là cầm một tờ giấy Ngồi ở một nơi yên tĩnh vẽ tranh đây cũng là hứng thú của cô, cũng là sở thích của cô. Thật may là cô chịu đựng được sự treo gạo của Vương Tiểu Vân. Hơn nữa, cô cũng chỉ thích vẽ. Bằng không mấy năm nay bị Vương Tiểu Vân chơi khăm cũng không biết là chết như thế nào. Hoàng Hân Nguyệt đợi thật lâu, giáo sư mới từ từ chậm rãi đi tới. Mà đi phía sau giáo sư còn có Vương Tiểu Vân. Điều này làm cho Hoàng Hân Nguyệt càng thêm nghi ngờ. Giáo sư? Hoàng Hân Nguyệt gọi ông một tiếng, nhân cơ hội nhìn qua Vương Tiểu Vân một cái, mới phát hiện trong tay cô ta cầm theo một cái máy vi tính sách tay cô nhìn thế nào cũng thấy rất quen chỉ là không kịp nghĩ nhiều giáo sư đã mở cửa phòng ra sắc mặt đen thui đi vào vương tiểu vân đi vào rồi nói còn em nữa hoàng hân nguyệt hoàng hân nguyệt cảm giác được thầy rất tức giận với mình chỉ là cô nhún nhún vai bây giờ cô đã trùng sinh trở lại lâm vĩnh mặc cũng trở lại nhất định bọn họ sẽ không giống với kiếp trước nữa những chuyện khác kéo theo đều không quan trọng Vẻ mặt Vương Tiểu Vân đắc ý nhìn Hoàng Hân Nguyệt. Buổi sáng, cô biết được Hoàng Hân Nguyệt tới ký túc xá, lại có thể không mua bữa sáng cho cô. Cô ta cho là cô cần làm sao? Chẳng qua chỉ là một bữa phần ăn sáng. Chờ lát nữa, cô sẽ cho Hoàng Hân Nguyệt thân bại danh liệt ở trước mặt giáo sư. Không phải cứ có tiền thì tự cho mình là giỏi. Nói đi, Hoàng Hân Nguyệt, tại sao trò lại ăn cắp luận văn tốt nghiệp của Vương Tiểu Vân? Giáo sư vừa tới, đã mở đầu bằng một câu như vậy. Hoàng Hân Nguyệt nghi ngờ liếc mắt nhìn Vương Tiểu Vân, phát hiện cô ta lại có thể làm ra bộ dáng oan ức, cười lại hỏi. Xin hỏi giáo sư, thầy có chứng cứ gì không? Hoàng Hân Nguyệt, ngày thường em không có trí tiến thủ thì coi như xong đi, lúc quan trọng lại không biết tự mình cố gắng, lại dám ăn cắp luận văn tốt nghiệp của bạn học, em có cảm thấy xấu hổ không? Giáo sư tỏ thái độ với Hoàng Hân Nguyệt, tức giận không nói nên lời. Giáo sư, thầy làm gì cũng phải có chứng cứ, ngày thường thế nào không phải là em không nộp bài tập đúng hạn đừng tưởng rằng thầy là giáo sư của em thì có thể nói lung tung hoàng hân nguyệt không chút nào yếu thế trả lời trước mặt giáo sư cũng không biết hối cải ông tức giận thở phì phò chỉ vào hoàng hân nguyệt nghiêm túc nói ngày thường sách vở bài tập đều là học trò vương tiểu vân giúp em làm thì thôi đi nhưng là luận văn tốt nghiệp quan trọng như vậy liên quan đến tiền đồ của em em cũng làm qua loa như vậy sao hoàng hân nguyệt trợn mắt nhìn ánh mắt đắc ý của vương tiểu vân Hiểu rồi, thì ra ngày thường giáo sư đều cho rằng bài tập đều là Vương Tiểu Vân làm giúp cô. Thật là buồn cười, mỗi một lần nộp bài tập đều là cô giúp Vương Tiểu Vân hoàn thành. Chẳng lẽ đây chính là nuôi một con chó, bây giờ con chó này lại quay ngược lại cắn cô một cái. Tốt, rất tốt, cô còn chưa muốn Vương Tiểu Vân chết sớm như vậy. Nếu như cô ta đã chạy tới cũng không nên trách cô. Bây giờ không nói đến chuyện người nào làm bài tập, nhưng luận văn tốt nghiệp là của cô nhất định cô phải lấy từng thứ từng thứ thuộc về mình từng cái từng cái từ trên người vương tiếu vân về giáo sư nhưng người có chứng cứ gì sao vô duyên vô cớ nói em ăn trộm luận văn của cô ta buồn cười em cần sao các người có chứng cứ gì thì lấy ra hết đi hoàng hân nguyệt nói xong cũng ngồi xuống đứng lâu như vậy cô chịu được nhưng mà bảo bảo ở trong bụng thì không chịu được đâu được giáo sư bị thái độ của hoàng hân nguyệt làm cho tức giận không nhẹ Vương Tiếu Vân vội vàng đè lại kích động của thầy nói Giáo sư, chỗ này em có chứng cớ Hoàng Hân Nguyệt nhìn cô ta một cái Nhìn đồ trong tay của cô ta Thì ra là một cái laptop Chờ một chút, đây không phải là máy tính sách tay của cô sao Thì ra là như vậy Thỉnh thoảng Vương Tiếu Vân tình cờ liếc mắt qua Để cho Hoàng Hân Nguyệt cảm thấy vừa buồn cười một trận Vừa mới nhận điện thoại của mẹ mình Cô đã phát ra nóng này một trận Sau đó cô lại bị Hoàng Hân Nguyệt kích thích một phen biết được buổi sáng giáo sư muốn gặp cô ta nhất thời cô mới quyết định làm chuyện này vội vội vàng vàng chạy tới nhà trọ trộm laptop sau đó cản giáo sư lại nói rõ tình huống bây giờ nhìn hoàng hân nguyệt chết như vậy dù sao cô cũng không có ý định che giấu cái gì hoàng hân nguyệt cũng có không phải là giống như cô hoàng hân nguyệt tức cười nhìn bọn họ giáo sư cũng nhìn chằm chằm hoàng hân nguyệt khuyên nhủ hoàng hân nguyệt nếu như bây giờ em thừa nhận cũng chưa muộn như vậy thầy cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra nếu như em còn không biết hối cải, vậy em nên biết hậu quả như thế nào." "Mọi người cứ tiếp tục đi." "Không biết hối cải." Vương Tiểu Vân mở ra. Giáo sư đã tức tới nỗi cả người phát run, ông dạy học nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp chúng phải loại học trò như vậy. Bài tập thì để người khác làm giúp, như vậy cũng chưa nói, ngay cả luận văn tốt nghiệp cũng trộm cắp từ bạn học khác, ông không dạy nổi học sinh như vậy. Hoàng Hân Nguyệt cứ như vậy, ngồi xem bọn họ mở laptop ra. Khi Vương Tiểu Vân thấy trong máy tính đòi nhập mật mã, sợ hãi sắc mặt trắng bệch. Giáo sư cũng phát hiện, vội vàng lo lắng hỏi. Thế nào, Vương Tiểu Vân, có vấn đề gì sao? Không có, không có vấn đề gì cả. Cô chỉ có thể nhắm mắt làm mưa. Trong mắt cô thoáng qua tia oán hận, gắt gao nhìn chằm chằm laptop kia, nhìn chằm chằm giống như nhìn vào Hoàng Hân Nguyệt. Ngồi ở chỗ đó, Hoàng Hân Nguyệt thấy thật buồn cười. Thật may là lúc đó cô cài đặt mật mã. Nếu không bây giờ thua thiệt chính là cô, Vừa nghĩ tới nhà trọ vẫn còn một ít đồ vật quan trọng Cô lấy điện thoại di động Gọi một cuộc điện thoại Alo chị Giao ạ à? Phiền chị ngay bây giờ lập tức kêu người Đổi một bộ ổ khóa ở nhà trọ giúp em với Còn nữa tiện thêm một ổ khóa chống trộm luôn Đúng vậy Bây giờ gọi người ta qua làm luôn À còn nữa phiền chị lấy cái hộp mà em để ở trong phòng Đưa đến trường học giúp em với Cảm ơn chị được ạ à. Hoàng Hân Nguyệt nói xong cúp điện thoại Lúc này trán của Vương Tiếu Vân đã thấm một tầng mồ hôi mỏng Tay đã run run liên tục nhập sai mật mã, lúc này trong lòng cô ta càng thêm oán hận Hoàng Hân Nguyệt. Thế nào, mật mã không đúng sao, có muốn tôi giúp cô một tay thử mấy lần hay không? Hoàng Hân Nguyệt cười rất vui vẻ, ngay sau đó lại nói, cô cũng không cần phải thử nữa, bởi vì cho dù cô có mở ra được mật mã máy tính thì tài liệu bên trong cũng có mật mã đang chờ cô. Nói xong một bộ dáng hả hê, lúc này giáo sư cũng nhìn ra có cái gì đó. Nhưng mà ngày thường biểu hiện của Vương Tiểu Vân tốt hơn Hoàng ngân Nguyệt rất nhiều, bây giờ ông tình nguyện tin tưởng Vương Tiểu Vân hơn. Hoàng ngân Nguyệt lại tiếp tục lạnh lùng nói: "Tại sao không nói tôi ăn các luận văn của cô, cũng trộm luôn máy tính của cô, sau đó chính tôi lại khóa máy tính của cô lại?" Buổi sáng bởi vì quá sớm nên không có các giáo viên ở trường, bây giờ chắc là đã đi lên trường hết rồi. Lúc này, Lâm Vĩnh Mặc cũng đi theo một nhóm giáo viên ở đằng trước đứng bên cạnh anh có một người đang nói liên tục anh vừa gật đầu một cái chợt thấy hoàng hân nguyệt dặn dò mấy câu đã chạy về phía cô đi tới bên cạnh cô mới nói sao vậy hân nguyệt ông xã sao anh lại ở đây hoàng hân nguyệt vừa nhìn thấy lâm vĩnh mặc thì mắt sáng lên kêu lên một tiếng ông xã mấy lãnh đạo và giáo viên ở phía sau nghe được có chút hốt hoảng trường học của em có một hạng mục muốn kiếm người đầu tư anh tới xem một chút mà sao em cũng ở đây không phải bây giờ em nên ở nhà ngủ sao? À, sáng sớm em nhận được một cuộc điện thoại thi tới đây. Bọn họ nói ngày trước em nhờ người làm bài tập dùm, còn nói em ăn cắp luận văn tốt nghiệp của bạn học Vương Tiểu Vân. Nhưng mà họ cầm vào laptop, nhập mật mã mấy lần cũng chưa mở được. Em thật không hiểu, đồ quan trọng như vậy mà lại có thể không nhớ rõ mật mã. Lâm Vĩnh Mặc vừa nghe đã hiểu, anh buồn cười xoa đầu của cô, vẻ mặt cương chiều hỏi. Vậy có cần anh giúp một tay hay không? À không cần đâu, đúng rồi, hoàng hân nguyệt dừng một chút thu hết vẻ mặt của tất cả các giáo sư vào mắt cũng không quản bọn họ làm cái khỉ xó gì cô cười nói anh đi tới nhà trọ chỗ em ở tìm chị sao lấy một cái hộp em sợ chị ấy bận rộn quá không để ý tới ừ được lâm vĩnh mặc gật đầu một cái đứng hô với tiểu lý ở trong đám người tiểu lý chuyện đó giao cho cậu tổng giám đốc ôi tôi đi sao cậu không biết địa chỉ à tiểu lý lắc đầu một cái lâm vĩnh mặc phất tay tự mình đi Kiếp trước, Hoàng Hân Nguyệt cũng dặn anh tới nhà trọ kia rất nhiều lần, bọn họ cũng qua đêm ở đó nhiều lần, làm sao mà quên được chứ? Hoàng Hân Nguyệt nhìn lâu như vậy, bọn họ cũng chưa mở được lần nào, nhàm chán ngáp mấy cái. Lần này thì giáo sư không thể không tin. Tiểu Lý lái xe chở Lâm Vĩnh Mặc, qua 10 phút sau, Lâm Vĩnh Mặc vội vội vàng vàng chạy tới, đưa cái hộp cho Hoàng Hân Nguyệt. Trong lòng Vương Tiểu Vân thoáng qua tia bất an, chờ thoáng qua một suy nghĩ, đập cái máy tính này thì sẽ không có chuyện gì rồi. Chẳng qua, cái ý nghĩ này chợt lóe lên, laptop đã bị giáo sư lấy đi. "Giáo sư, đây là bài tập sao chép 4 năm nay của em, còn có, nếu là bài tập do em làm, bên trái đều sẽ vẽ một đường cong nho nhỏ, người ngoài không thể biết được." Nói xong, đưa bản sao đó tới trước mặt giáo sư. Giáo sư đưa máy tính lại cho cô nói, "Em cũng thử một lần đi." Sau đó nhận lấy bài tập của Hoàng Hân Nguyệt, nhất thời sáng tỏ, đúng như Hoàng Hân Nguyệt đã nói, mặt của ông vừa đen lại vừa đỏ thật không biết nói sao cho tốt. Hoàng Hân Nguyệt nhận lấy laptop, nhập vào một dãy số đinh một tiếng, cửa sổ máy tính đã hiện ra. Hoàng Hân Nguyệt nhìn sắc mặt xanh mét của Vương tiểu Vân cười nói Tôi sẽ tố cáo cô tội phỉ bán trộm cắp, cô hãy chờ lệnh triệu tập của tòa án đi. Đến lúc này, rốt cuộc, Vương tiểu Vân cũng biết sợ, cô vội vàng chạy đến bên người Hoàng Hân Nguyệt, nằm lấy tay của cô cầu xin. Hân Nguyệt, mình sai rồi, cậu tha lỗi cho mình đi. Học trò Hoàng Hân Nguyệt, em có thể nể mặt thầy mà tha thứ cho em ấy lần này không? Sắc mặt giáo sư cũng rất khó coi, nhưng vẫn cầu xin tha thứ dùm Vương Tiểu Vân. Điều này làm cho Hoàng Hân Nguyệt cảm thấy chán ghét. Tha thứ cho cô ta, chứ không phải là bỏ qua cho cô ta. Kiếp trước, cả đời ai tha thứ cho cô, ai bỏ qua cho cô. Mới vừa nãy, giọng nói uy hiếp của giáo sư vẫn còn vang ở bên tai. Hoàng Hân Nguyệt thử lại một tiếng, hờ hững cười nói em tha thứ cho cô ta vậy ai tha thứ cho em mỗi một bài tập đều là em làm giúp cô ta cô ta lại dám nói là cô ta giúp em làm lần này không chỉ chạy tới nhà trọ trộm máy tính của em còn ăn cắp luận văn tốt nghiệp của em thầy vừa mới nói những lời đó thế nhưng em lại ghi nhớ vào trong đầu mặc dù thầy là giáo sư nhưng em lại không thể không nói thầy thầy làm giáo sư mà vậy sao vừa tới nơi đã trực tiếp muốn dạy dỗ em chuyện còn chưa rõ ràng thầy chỉ nghe từ một phía nghe cô ta đổi trắng thay đen ngược lại em tha thứ cho cô ta Bỏ qua cho cô ta, nhưng ai tha thứ cho em? Em hỏi thầy đó. Hoàng Hân Nguyệt nghĩ tới kiếp trước mình bị oan ức có liên quan đến giáo sư trước mặt này, hốc mắt đã đỏ, khi đó người nào cho cô giải thích, người nào cho cô cơ hội. Cô hung hăng lau nước mắt nơi khóe mắt cười nói, "Người chỉ dùng ánh mắt để nhận xét mọi việc, hoàn toàn không xứng đáng làm thầy giáo, em sẽ viết một bức thư nói rõ quá trình xảy ra giao cho hiệu trưởng." nói xong cũng không quản sắc mặt của giáo sư dùng sức hất tay vương tiếu vân ra ôm laptop bỏ đi trong mắt vương tiếu vân thoáng qua oán hận ngập trời cô hung hăng đẩy hoàng hân nguyệt một cái vừa đúng lúc lâm vĩnh mặc đứng bên người hoàng hân nguyệt hoàng hân nguyệt bị cô ta đẩy hoàn toàn không hề có phòng bị cũng may là lâm vĩnh mặc đỡ được cô nếu không đứa bé trong mắt cô thoáng qua tức giận chúng ta đi thôi lâm vĩnh mặc thu hết tất cả sự việc vào mắt cầm lấy cái hộp ôm hoàng hân nguyệt nói Chẳng qua là trước khi đi, ánh mắt nhìn Vương tiểu Vân y như đang nhìn người chết. Tổng giám đốc Lâm Vĩnh Mặc ôm cả người Hoàng Hân Nguyệt vừa đi tới bên cạnh xe, phía sau Tiểu Lý và một đám người đã cùng đi tới. Tổng giám đốc anh xem, cái hạng mục đó có thể giúp đỡ chúng tôi hay không? Phía sau Tiểu Lý có một người đại diện, Hoàng Hân Nguyệt biết đó là chủ nhiệm tài vụ trường học của bọn cô. Chờ trường học của các người làm rõ ràng cái gì gọi là nghệ thuật, tôi sẽ về suy nghĩ lại chuyện đầu tư nói xong nhìn tiểu lý một cái đứng trước mặt chủ nhiệm tài vụ và tất cả các giáo viên khác trong trường nói giúp tôi liên lạc với luật sư giáo sư và học sinh trong trường mà cũng muốn được hưởng lợi ích tốt như vậy lãng phí nói xong đi tới ôm hoàng hân nguyệt đến bên cạnh xe không hề quay đầu lại chờ lâm vĩnh mặc lái xe đi được một đoạn xa bọn họ mới phản ứng lại được chủ nhiệm làm sao bây giờ hạng mục đó rất quan trọng đối với trường học chúng ta một giáo sư khác vội vàng hỏi Làm sao bây giờ Chẳng lẽ chúng ta không thể tìm công ty khác đầu tư được sao Một người khác lại nói Ông thì biết cái gì Nguồn tài nguyên đó chỉ có Lâm Thị mới có năng lực này Huống chi người nào sẽ vô duyên vô cớ Quyên góp trường học chúng ta chứ Nói xong liếc người đó một cái Đủ rồi tất cả im miệng cho tôi Ông Vương tìm hiểu xem tại sao Tổng giám đốc Lâm lại không muốn đầu tư nữa Tôi đoán chuyện này khẳng định có liên quan đến cô gái kia Mọi người nghị luận ở Mỹ, Tiểu Lý lắc đầu một cái, cũng không quản bọn họ nói gì, vội vàng chạy đi. Xem ra ông chủ tức giận như vậy, khẳng định là có liên quan đến cô gái kia. Chẳng lẽ ngày hôm qua ông chủ nghỉ làm cũng là vì cô ấy sao? Bất kể bọn họ đoán thế nào, đi được nửa đường, Hoàng Hân Nguyệt đã ngủ thiếp trên xe của Lâm Vĩnh Mặc. Lâm Vĩnh Mặc nhân lúc đèn đỏ, khoác áo vét lên trên người cô, nhìn vẻ mặt cô ngủ an tĩnh, anh hôn nhẹ lên gương mặt cô một cái, đau lòng sờ đầu của cô, cứ im lặng nhìn cô như vậy. Đến khi đèn xanh, anh mới tiếp tục lái xe. Lúc này, nhà họ Hoàng vẫn còn đang dọn nhà, chắc chắn sẽ rất ồn nào. Anh lái xe vào bãi đậu xe nhà mình, dù sao sớm hay muộn gì cũng sẽ gặp cha mẹ chồng. Huống chi, anh đã chuẩn bị quà gặp mặt giúp cô. Dừng xe xong, anh gọi một cuộc điện thoại cho hàng Tân Duy, nói cho anh ấy biết chuyện của anh và Hoàng Hân Nguyệt. Anh cũng không quan tâm Hoàng Tân Duy la to ở đầu dây điện thoại bên kia, đã cúp điện thoại đến lúc đó nếu như anh ấy trách mắng anh chỉ cần nói tín hiệu không tốt lý do này rất tốt lâm vĩnh mặc xuống xe đóng cửa lại chạy đến mở ra cửa bên kia tháo dây an toàn trên người hoàng hân nguyệt lúc này mới nhẹ nhàng ôm cô ra ngoài xe trong lúc hoàng hân nguyệt vẫn còn đang mơ mơ màng màng mở mắt lâm vĩnh mặc hôn cô một cái nói không có gì đâu em cứ tiếp tục ngủ đi hoàng hân nguyệt nằm lấy cổ áo của anh vùi đầu trong ngực của anh an tâm lại tiếp tục ngủ Lúc Lâm Vĩnh Mặc ôm Hoàng Hân Nguyệt vào Lâm ra, Lâm Hữu đang ngồi ăn điểm tâm trên ghế salon trong phòng khách, mà mẹ Lâm và Ngô Văn cùng với Bảo Mẫu Tiểu Vương thì đang tàn gẫu trong phòng bếp xem hôm nay ăn món gì. Khi Lâm Vĩnh Mặc đi vào, người phát hiện đầu tiên là Lâm Hữu, cậu bé kinh ngạc khá to miệng, ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của Lâm Vĩnh Mặc biến mất ở cầu thang. Cậu vừa sợ vừa chạy vào phòng bếp hô to. Bà nội, mẹ, dì Vương, không xong, không xong rồi. "Sao thế? Thế nào con lại chạy gấp gáp như vậy?" Mẹ Lâm nghi hoặc nhìn cậu bé. "Chú hai ở một người phụ nữ đi lên lầu rồi." Còn chưa nói hết câu, mẹ Lâm vội vội vàng vàng đặt thực đơn xuống, chạy ra khỏi phòng bếp đi về phía trên lầu. "Mẹ, có chuyện gì vậy?" Lâm Vĩnh Mặc đóng cửa lại, quay người đã thấy mẹ mình đứng sau lưng, thấy ánh mắt lóe sáng của bà, anh nhíu mày cố ý hỏi. "À, không có chuyện gì, mẹ chỉ muốn hỏi tối nay con muốn ăn cái gì?" nói xong nhìn về phía sau anh không ngừng nhìn xung quanh lâm vĩnh mặc bị động tác của mẹ mình làm cho dở khóc dở cười mẹ đừng nhìn nữa buổi sáng hôm nay cô ấy dậy hơi sớm hôm nay cũng rất mệt mỏi đoán chừng sẽ phải đợi lát nữa tới đây con cho mẹ xem cái này nói xong lấy giấy photo từ trong túi quần ra mẹ lâm vừa mở ra nhìn hưng phấn ngẩng đầu lên nhìn anh hai tay vội vàng nắm lấy cánh tay của anh hỏi mấy tháng rồi cơ thể con bé như thế nào bác sĩ nói sao Thứ mẹ Lâm nhìn thấy là giấy siêu âm ngày hôm qua của Hoàng Hân Nguyệt. Tờ siêu âm ngày hôm qua đã bị Hoàng Tân Duy cầm đi. Thật may là anh có chuẩn bị. Kiếp trước, Hoàng Tân Duy thích so đấu trí và dũng khí với anh, nhưng mà mỗi lần để bị thua ở dưới tay anh. Trùng sinh trở lại, Hoàng Tân Duy hoàn toàn không có khả năng thắng rồi. Cơ thể của cô ấy rất khỏe, bà bảo cũng rất khỏe mạnh, đã hơn 3 tháng rồi. Bác sĩ nói phải chú ý không nên làm việc bệt nhọc nói xong anh sờ sờ cái mũi mẹ lâm cầm lấy tờ giấy kết quả vỗ lâm vĩnh mặc một cái nhìn giấy siêu âm xong nụ cười trên mặt thấy thế nào cũng không khép lại được tiểu tử chết tiệt lại giấu kỹ như vậy khó trách mẹ kêu con ghi xem mắt con luôn lảng tránh thì ra đã có người trong lòng mau mau chọn ngày không thể oan ức con gái nhà người ta được lâm vĩnh mặc nghe lời nói của mẹ lâm trong lòng ấm áp lập tức tiến lên ôm bà mặt trôn ở trên bà vai của bà cảm động nói mẹ Cảm ơn mẹ Còn có con yêu mẹ Kiếp trước, điều mà Lâm Vĩnh Mặc khối hận nhất chính là chưa kịp nói hai câu này với cha mẹ của mình. Luôn cảm thấy hai câu này nói trước hay nói sau thì cũng như nhau cả. Nhưng mà lại để cho cha mẹ, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đây là lỗi của anh. Rõ ràng cảm xúc của mẹ Lâm rất sâu cũng cảm động, hốc mắt đã đỏ, nhưng vẫn mạnh miệng quát lớn. Tiểu tử ngốc, mau buông ra, đau tay mẹ này. Lâm Vĩnh Mặc bắt đầu chơi xấu, mãi cho đến khi Lâm Hữu chạy ầm ầm tới, Lâm Vĩnh Mặc mới buông bà ra, bà vội quay đầu nói: "Mẹ đi nói cho ông nội con, cha con biết chuyện này, Lâm gia chúng ta lại có tin vui rồi." "Chú Hai, bà nội thao vậy, hốc mắt đỏ đỏ." Lâm Hữu nghi ngờ nhìn bóng lưng của bà nội, Lâm Vĩnh Mặc sờ đầu của cậu bé, anh cảm thấy chỗ này nhất định sẽ ẩm ĩ đến giấc ngủ của Hoàng Hân Nguyệt, một tay kéo cậu đi xuống dưới lầu chú hai con muốn nhìn gì kia con muốn đưa gì đó đi ghế xích đu ở sau vườn ngồi lâm vĩnh mặc dừng tay lại trong nháy mắt ngừng động tác trong tay hỏi ghế gì còn có sao con lại kêu cô ấy bằng gì chẳng lẽ con biết cô ấy sao lúc này lâm hữu nói rõ ràng đầu đuôi câu chuyện ngày đó của hoàng hân nguyệt với lâm vĩnh mặc vừa mới nói xong dưới lầu đã truyền tới giọng sư tử giống của cha lâm lâm vĩnh mặc vội vàng cõng lâm hữu hô lên ông con đang lên cơn Lát nữa lại đánh thức thím con sẽ không tốt." Nói xong, chạy như điên xuống. Cha Lâm không giống mẹ Lâm thoải mái dễ chịu như vậy, nhà bọn họ có nhiều tài sản như vậy, ngay cả có mấy cái công ty lớn nhỏ cũng không biết, ông mới không tin người phụ nữ kia đơn giản như vậy. Trước giờ con trai liều mạng kiếm cớ không muốn kết hôn, đột nhiên lại có một người con gái, lại còn có thai, cái này không thể không làm ông nghi ngờ được. Lâm Vĩnh Mặc cõng Lâm Hữu chạy xuống lầu, đã thấy tiếng hô cực kỳ tức giận của cha Lâm. Mẹ Lâm vội vàng ngăn cản nói. Ông nói nhỏ thôi, có dâu thứ hai của tôi còn đang ngủ ở trên lầu đấy. Cha Lâm trợn mắt nhìn anh một cái, tức giận nói. Tôi còn chưa có thừa nhận đâu. Mặc dù nói như vậy, nhưng giọng nói đã nhỏ đi rất nhiều. Mẹ Lâm thấy giọng nói của ông quả nhiên nhỏ đi hẳn, cũng không so đo cùng ông nữa. Ông lại có cha trai để ôm rồi, phải không nào? Lúc này ông nội Lâm, anh trai Lâm Mực Văn còn có cả chị dâu Ngô Văn đang từ từ đi tới. Đúng vậy, ông nội, 7 tháng sau thì người có chắc để ôm rồi. Lâm Vĩnh Mặc trả lời vấn đề này xong, lúc này mới xoay đầu lại trả lời cha Lâm. Cô gái kia anh trai cũng biết đó. Anh cũng biết sao. Lâm Vĩnh Văn nhận được ánh mắt của vợ mình run lên một cái. Đúng vậy, cô ấy là em gái của Hoàng Tân Duy. Cha, anh trai, hai người vào thư phòng nói chuyện một chút. Lâm Vĩnh Mạc nói xong đã dẫn đầu đi vào thư phòng ở lầu 1. Cha Lâm và Lâm Vĩnh Văn liếc mắt nhìn nhau, nghi ngờ cũng đi theo sau anh vào thư phòng. Văn à, trước tiên chúng ta vào phòng bếp xem một chút, chờ lát nữa cô gái kia tỉnh lại là có thể uống canh ăn cơm được rồi. Được ạ, à, xa xa, người ngồi ở phòng khách một lát. Ngô Văn đỡ Lâm Lão Thái Gia lên ghế salon, đã quay người đi vội vàng. Tiểu hữu, chúng ta lên lầu 2 xem nào, có muốn hay không, Lâm lão thái gia lộ ra vẻ mặt giống như trẻ con bướng bỉnh, chớp chớp mắt. Được ạ, nhưng không thể để ta cha mẹ bạn họ biết, đặc biệt là chú hai. Ta ra, cháu đỡ ông đi. Nói xong, hai ông cháu dìu nhau đi lên lầu hai. Lâm lão thái gia năm nay đã hơn 70 tuổi, cơ thể vẫn còn rất cường tráng. Thật ra thì lúc bình thường đi bộ, hoàn toàn không cần người khác đỡ. Chẳng qua là thỉnh thoảng con cháu muốn tận một cái hiếu, ông cũng sẽ không ngăn cản làm người già cũng không thể so sánh với người trẻ tuổi nữa. Hai mắt Lâm Hữu tràn ngập ngây thơ trong sáng, tò mò nhìn Hoàng Hân Nguyệt nằm ngủ trên giường. Mà Lâm Lão Thái cũng tò mò liếc qua một cái. Ngay sau đó, nằm lên ghế dựa phía dưới, để lại mình Lâm Hữu đứng nhìn ở bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, Lâm Lão Thái đã ngủ tiếp đi. Lâm Hữu cũng không đánh thức. Chẳng qua là cầm lấy một tấm chăn mỏng bên cạnh đắp lên trên người ông. Bởi vì cậu bé đã từng nghe mẹ nói ông cố cũng đã nhiều tuổi, cũng sẽ thường xuyên ngủ gà ngủ gật. Mọi ngày, cậu đều thấy mẹ mình hay làm như vậy, cậu cũng học được. Nhưng mà cậu không phát hiện, khi cậu đắp tấm chăn lên người Lâm Lão Thái, vừa đúng lúc Hoàng Hân Nguyệt mở mắt, nhìn thấy một màn này, nhất thời mặt mày tươi cười rạng rỡ, trong lòng tràn đầy ấm áp. Di, đi tỉnh tôi, con nói gì biết nhá, ghế xích đu, con đã lau sạch sẽ rồi, bây giờ chúng ta đi ngồi một chút, được không? Lâm Hữu còn nhớ rõ ngày đó Hoàng Hân Nguyệt khóc thê lương như vậy Cậu bé vừa nhìn thấy gì ấy tỉnh lại Lại sợ dì ấy giống như ngày đó Cho nên vội vàng mở miệng nói Thật sao? Vậy chúng ta đi xuống thôi Cô từ từ bước xuống giường Nhìn Lâm Lão Thái ra một cái Lại khó xử nói Chúng ta đi, xa ra ở chỗ này thì phải làm sao bây giờ Vậy Bộ dạng đứa trẻ đơn thuần rơi vào suy tư Nếu không Thì chúng ta ngồi ở đây trò chuyện một chút Chờ ra ra tỉnh lại chúng ta lại xuống trong mắt hoàng hân nguyệt thoáng qua tia giảo hoạt chỉ là rất nhanh cô lại bày ra một dáng vẻ nghiêm trang đề nghị được gì gì sẽ kết hôn với chú hai của con có phải không tiểu hữu sao lại hỏi như vậy lâm hữu cũng không phát hiện ra hoàng hân nguyệt tại sao lại biết tên của cậu lúc này cậu đang suy nghĩ chuyện khác cậu lôi kéo cánh tay hoàng hân nguyệt cười đến híp mắt con mới vừa nghe chú hai nói ở phòng khách rằng rất nhanh nhà chúng ta sẽ có thêm một thành viên có phải không gì hoàng hân nguyệt cắn răng lâm vĩnh mặc đáng chết cô ngủ một giấc chẳng những người đang ở nhà họ lâm ngay cả chuyện có đứa bé cũng bị nói ra ngoài mặc dù đã nói sớm hay muộn gì cũng sẽ gặp người nhà họ lâm nhưng mà cũng không hề cho cô chuẩn bị tâm lý một chút trở về phải tìm anh ấy tính sổ mới được một người con gái nào đó bắt đầu làm kiêu kiếp trước cô đã sống chung với người của lâm gia mấy năm đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa nếu không phải sau này quan hệ không tốt với ngô văn mẹ lâm sốt ruột hỏi chuyện cháu hôm nào cũng nhắc cuối cùng mới dọn ra ngoài sống thật ra thì là một người mẹ như vậy rất dễ hiểu trước kia trong lòng cô còn có chút oán giận mẹ lâm bây giờ cô đã sắp làm mẹ cái cảm giác đó thật sự rất khó dùng từ để mà diễn tả được bà nội thích xem phim truyền hình bên trong không phải có đứa bé thì sẽ kết hôn sao lời của lâm hữu thiếu chút nữa để cho hoàng hân nguyệt ói máu trời mới biết cô nhịn ói rất cực khổ phim thần tượng toàn là hại người kiếp trước thế nào cô lại không biết sở thích của mẹ chồng mình như vậy thích xem phim thần tượng thật ra thì hoàng hân nguyệt không biết là kiếp trước cô hoàn toàn sống trong thế giới của mình làm sao sẽ sống như bây giờ vừa nói vừa cười với lâm hữu con nhỏ mà đã xem phim thần tượng rồi đấy hoàng hân nguyệt cứ thảo luận vấn đề với đứa bé lâm hữu như vậy nhưng thật ra là lời nói không có ý nghĩa mà thôi. Mà một bên khác trong thư phòng, không khí cũng không hề tốt như vậy. Vĩnh mặc ngày mai để cho thư ký của con liên lạc với luật sư Trương đi. Cha Lâm sờ sờ tay áo, ngay lời nói của Lâm Vĩnh mặc vẻ mặt cũng không có một chút thay đổi nào. Cha, đó chỉ là một vụ kiện nho nhỏ, cũng phải dùng tới luật sư Trương sao? Trong lời nói của Lâm Vĩnh Văn nhắc đến luật sư Trương, chính là một người nổi tiếng trong giới luật sư. Người này công và tư rõ ràng Vụ kiện trải qua tay ông chưa hề có thất bại, có lúc ngay cả quan tòa cũng phải để cho ông ấy mấy phần mặt mũi, dĩ nhiên ông ấy cũng là cố vấn luật sư của Lâm thị. Dám cả gan tính toán người nhà chúng ta sẽ phải tiếp nhận một chút ý tốt của chúng ta. Ngài nói con gái nhà họ hàng này sẽ có thiên phú về thiết kế phải không? Cha Lâm liếc Lâm Vĩnh Văn một cái, cái này phải hỏi Vĩnh Mặc. Sắc mặt Lâm Vĩnh Văn có chút lúng túng, bên ngoài mọi người đều hiểu lầm, cha Lâm cũng như vậy, đó là có nguyên nhân lâm ra giàu có nhờ làm nghề thiết kế sau đó mới từ từ chuyển sang kiến trúc vậy mà cũng không biết chuyện gì xảy ra có một ngày hoàng tân duy đang cầm nhìn bản thảo thiết kế của em gái mình trong lúc vô tình đụng phải lâm vĩnh văn trước mắt anh ấy sáng lên mặc dù thiết kế này còn rất non nớt chỉ là qua một thời gian nữa nhất định sẽ có tiến bộ sau khi anh nhìn trộm bản thiết kế không đó là không thể nào chỉ có thể dùng từ gian xảo để nhìn người này không biết dùng thủ đoạn gì không biết hoàng tân duy từ đâu lấy được bản thiết kế hơn nữa cách mỗi một đoạn thời gian cũng sẽ nhận được một bản trong công ty rất nhiều khách hàng đều rất thích tác phẩm thiết kế của hoàng hân nguyệt nhưng mà mỗi một khách hàng cũng không có khả năng có thể lấy được chỉ có lâm vĩnh mạc biết năm đó hoàng tân duy cố ý lấy thiết kế của hoàng hân nguyệt cho anh trai mình hơn nữa còn phải làm trong lúc vô tình không thể để cho lâm vĩnh văn phát hiện không thể không nói thủ đoạn của hoàng tân duy kia cũng rất lợi hại lâm vĩnh văn nhìn như khôn khéo cũng không biết bại rời tay cậu ta bao nhiêu lần ngay cả anh cũng vậy kiếp trước anh là một em rể anh là một bạn tốt theo như lời anh ấy nói tôi không lừa các người tôi không hại ai mặc dù lâm thị đầu tư công ty tiểu tử hoàng tân duy nhìn như có lợi ích thật ra không phải như vậy cũng không biết bị tên tiểu tử kia lừa gạt bao nhiêu chỗ tốt cha lâm cũng chỉ là tùy tiện cảm thán một phen ngay sau đó cũng không nhìn sắc mặt khó coi của đứa con lớn thật ra thì nội tâm đã cười nghiêng ngả ông lấy cái này làm niềm vui thỉnh thoảng ly dán một cái cũng là kiểm tra năng lực lâm vĩnh văn mặc kệ cha lâm thỉnh thoảng có hành động ngây thơ tiếp lấy lời của cha lâm nói mặc dù là dùng thiết kế của hoàng hân nguyệt cũng chỉ là một cái danh người thiết kế hơn nữa điều này cũng coi như là việc buôn bán của nhà chúng ta phải biết chúng ta có ba mươi cổ phần trong công ty tân hân không sai, tên công ty của Hoàng Tân Duy gọi là Tân Hân, rốt của cũng biết chính là em gái Hoàng Tân Duy. Tìm thời gian, ăn một bữa cơm cùng với cha mẹ Hoàng, thời gian địa điểm con quyết định. Được rồi, chúng ta đi ra ăn cơm thôi, không nên để cho mẹ chờ quá lâu. Lâm Vĩnh Mặc đứng lên rồi nói, công việc cũng không xê xích gì nhiều, cha Lâm lúc này cũng đã đói bụng, dẫn đầu ra khỏi thư phòng. Lâm Vĩnh Văn vỗ vai của Lâm Vĩnh Mặc vui mừng nói, Vĩnh Mặc chúc mừng em, đây là ba đã đồng ý hôn sự của em rồi đó Ừ, cảm ơn anh trai Anh cảm thấy đây là chuyện tốt Sau này nha đầu Hân Nguyệt kia thành người lâm gia chúng ta Anh cũng không cần phải ngày ngày Chạy tới trước mặt tiểu tử Hoàng Tân Duy kia Thúc giục bản thiết kế Cũng không cần mỗi lần đều phải thể hiện vẻ mặt Lâm Vĩnh Văn đắc ý cười to Vừa đứng lên cũng đi ra khỏi thư phòng Để lại Lâm Vĩnh mặc Bất đắc dĩ giờ khóc giờ cười hoàng hân nguyệt nói chuyện phiếm với lâm hữu hai người giống như càng nói càng kịch liệt thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng cười thật to lúc lâm vĩnh mặc tiến vào nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy hai người một lớn một nhỏ ngồi trên sàn nhà cười ha ha mà da da của anh lão thái gia đang cười híp mắt nhìn bọn họ thấy anh đi vào vội vàng nhắm mắt lại lâm vĩnh mặc bật cười lắc đầu một cái cũng không vạch trần ông tiểu hữu ông nội mọi người đi xuống ăn cơm thôi Đi nhanh đi, đừng chiếm dụng thời gian trung đụng của chú với vợ chú. Hoàng Hân Nguyệt tức giận liếc anh một cái. Lâm Hữu lôi kéo tay Hoàng Hân Nguyệt, ngẩng đầu lên cười nhìn Lâm Vĩnh Mạc nói. Chú hai, dì Hân Nguyệt đang nói chuyện về chú, chú cứ đi ăn cơm trước đi, dì. Lâm Hữu quay đầu lại nói, chúng ta tiếp tục nói đi. Đối với Lâm Vĩnh Mạc nghiến răng, Hoàng Hân Nguyệt chỉ âm thầm cười trộm thật lâu, Mãi cho đến mấy năm sau, Hoàng Hân Nguyệt chỉ cần nhớ tới bộ dáng ngày hôm nay của Lâm Vĩnh Mặc thì sẽ cười không nhạt được miệng. Ngủ một giấc, ông già này đói rồi. Lâm lão thái gia dụi dụi con mắt, vừa nhìn vừa ngáp, nhìn Lâm Vĩnh Mặc nói: "Tiểu Mặc, cháu cũng ở đây hả? À, cháu dâu cũng tỉnh rồi, vậy chúng ta đi xuống ăn cơm thôi." Lâm Hữu vội vàng chạy tới đỡ Lâm lão thái dậy, Lâm Vĩnh Mặc cũng tiến lên muốn đỡ ông ông khoát tay áo một cái chỉ chỉ hoàng hân nguyệt đang đứng ngơ ngác nói cháu chú ý cháu dâu chúng ta đi xuống trước đợi đến khi lâm lão thái gia đi rất xa hoàng hân nguyệt mới khẽ hô xa ra lâm vĩnh mặc sờ sờ tóc của cô đỡ cô đứng lên từ sàn nhà quan tâm nói yên tâm đi ông nội còn ở đây hoàng hân nguyệt nghe lời của lâm vĩnh mặc lập tức vành mắt hồng hồng đúng vậy ông nội vẫn còn sống thật khỏe không bởi vì lâm vĩnh mặc rời đi mà bị đả kích thoáng cái đã đi xa đợi chút hình như có gì đó không đúng hoàng hân nguyệt nghi ngờ nhìn lâm vĩnh mặc lâm vĩnh mặc sờ tóc cô lời nói nhỏ nhẹ ánh mắt dịu dàng nhìn cô hân nguyệt anh không biết tại sao chúng ta lại có thể sống lại một lần nữa nhưng mà lâm vĩnh mặc ôm thật chặt hoàng hân nguyệt vào ngực giống như muốn khắc cô vào chính tính mạng của mình nhưng mà vĩnh viễn anh cũng không muốn trải qua cái loại sinh ly từ biệt đó nữa cũng không muốn phải nhìn em Lâm Vĩnh Mặc hít một hơi thật sâu Nhưng trong lời nói đứt quãng của anh Hoàng Hân Nguyệt biết được Khi cơ thể của cô dừng lại Tay chân nhất thời thay đổi lạnh lẽo Nếu không phải là Lâm Vĩnh Mặc rời đi Cô cũng sẽ không giết con tiện nhân Vương Tiếu Vân kia Cũng sẽ không tự sát Nhưng mà cô không hề biết rằng Lâm Vĩnh Mặc lại biết điều đó Anh ấy lại biết Như vậy Hân Nguyệt, thời gian đó Anh luôn luôn ở bên cạnh em chuyện tiếp theo giao cho anh có thể không lâm vĩnh mạc rất sợ hoàng hân nguyệt sẽ chọn giống như kiếp trước anh cũng không chịu nổi nữa cái loại tình cảnh đó kể từ khi trùng sinh trở lại nửa đêm cũng sẽ sợ chân tay lạnh băng cả người mồ hôi lạnh hoàng hân nguyệt nhất thời hiểu được thì ra lâm vĩnh mạc sợ cô giống như kiếp trước lựa chọn cách làm như vậy kiếp trước lâm vĩnh mạc không ở bên cạnh cô cô mới có thể làm như vậy nhưng mà hôm nay có người bảo vệ bên cạnh cô, cô không ngu như vậy đâu. Vĩnh Mặc, anh yên tâm, chỉ cần anh ở bên cạnh em, em sẽ không làm như vậy. Trong đầu Hoàng Hân Nguyệt giống như thoáng qua cái gì, hai tay cô vòng qua sau lưng Lâm Vĩnh Mặc, sắc mặt tái nhợt. Lâm Vĩnh Mặc vội vàng buông cô ra. Hoàng Hân Nguyệt dừng một chút mới nói tiếp. Vĩnh Mặc, kiếp trước anh bị tai nạn sai cộ, nói không chừng. Ánh mắt Hoàng Hân Nguyệt tràn đầy sợ hãi, nhìn Lâm Vĩnh Mặc, giống như một lần nữa tử vong thì cả người run rẩy. Anh sẽ phải người đi điều tra. Chuyện bây giờ còn chưa xảy ra, đừng lo lắng quá. Lâm Vĩnh Mặc ôm bà vai của cô an ủi. Hoàng Hân Nguyệt nghe anh nói như vậy cũng chỉ gật đầu một cái, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Nhưng mà cô không chú ý tới tình huống, ánh mắt Lâm Vĩnh Mặc tối sầm, sóng lớn trong mắt mãnh liệt như vậy cũng không ngăn được. Mãi cho đến khi Ngô Văn đi lên thúc giục bọn họ xuống lầu ăn cơm, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại. Ngô Văn đã từ trong miệng con trai mình biết được chuyện tình của Hoàng Hân Nguyệt, cho nên khi cô nhìn thấy Hoàng Hân Nguyệt cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nào, chẳng qua là mỉm cười gật đầu một cái. Nhưng mà trong lòng có chút hoài nghi tâm kế của Hoàng Hân Nguyệt, không nên trách Ngô Văn tại sao lại đối đãi với Hoàng Hân Nguyệt như vậy, mặc cho là ai hai ngày trước ở sau vườn nhà mình khóc hoa lê đẫm mưa. Hôm nay lại có thể đứng ở trước mặt mọi người, cười giống như một đóa hoa, đây không phải là tâm kế thì là cái gì. Khi Hoàng Hân Nguyệt ngồi vào bàn ăn Lâm gia thì đã là mười mấy phút đồng hồ sau, Lâm Vĩnh Mặc làm bộ giới thiệu cô một phen, Hoàng Hân Nguyệt cũng đều mỉm cười chào hỏi. Chào hỏi lẫn nhau xong, Lâm Vĩnh Văn lộ ra hàm răng trắng mà đều, nhất thời sáng lên cả một vùng trời, nhưng anh lại không biết, chỉ biết hỏi chuyện Hoàng Hân Nguyệt. "Hân Nguyệt, anh là anh Vĩnh Văn?" là bạn với anh trai của em, có nhớ không? Anh Vĩnh Văn, làm sao em dám quên chứ? Hoàng Hân Nguyệt tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Ban đầu, anh trai cô lấy bản thiết kế của cô, cố ý để cho Lâm Vĩnh Văn xem. Cô có thể đoán được, tương lai cuộc sống của mình cũng sẽ không thái bình như vậy. Đúng như vậy, Lâm Vĩnh Văn là một người rất cố chấp đối với thiết kế. Thật may là thiết kế của cô đều là dùng linh hồn để thiết kế, không phải là làm cho có lệ nếu không sẽ không lọt vào được tầm mắt của Lâm Vĩnh Văn. Vậy bản thiết kế của em khi nào thì đưa cho anh? Lâm Vĩnh Văn lộ ra ánh mắt lóng lánh, nhất thời khiến cả người Hoàng Hân Nguyệt nổi da gà. Phải biết, thân là đại bót của Lâm Thị, đuổi theo cô chỉ để hỏi bản thiết kế rốt cuộc có bao nhiêu áp lực. Còn chưa chờ Hoàng Hân Nguyệt nói gì, mẹ Lâm đã hung ác trợn mắt nhìn con trai mình một cái, tức giận nói. Cơ thể Hân Nguyệt còn chưa biết là có khỏe mạnh hay không, hơn nữa thừa dịp bụng còn chưa to, chúng ta còn phải bàn bạc chuyện kết hôn. Con trai, con... Trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Lâm Vĩnh Văn vội vàng buông tay, bày tỏ đồng ý, cũng không hối thúc bản thiết kế của Hoàng Hân Nguyệt nữa. Nhưng mà trong lòng yên lặng rơi lệ. Anh dễ dàng sao? Lại nói thiết kế của nhà họ Hoàng so với công ty tốt hơn rất nhiều. Ít nhất không cần phải suốt ngày đuổi theo phía sau cực khổ như vậy nữa. Hoàng Hân Nguyệt không đành lòng thấy sáng vẻ của anh như vậy, chỉ đành cười nói với anh. Anh Vĩnh Văn, thật ra thì nửa tháng trước em đã đưa bản thiết kế cho anh trai em rồi. Nói xong rụt cổ một cái, quả nhiên. Hoàng Tân Duy, tên tiểu tử thối này. Tiếng giống giận dữ dần dần nhỏ đi khi ánh mắt cha mẹ Lâm nhìn qua. Hoàng Hân Nguyệt cười đau cả bụng. Người ngoài làm sao biết được. Bên ngoài người Lâm ra nhìn như lãnh khóc nhưng trước mặt người nhà vĩnh viễn đều là bộ dáng ngây thơ. Gia đình ấm áp như vậy, đáng tiếc kiếp trước cô không hề biết, thậm chí cảm thấy mình hoàn toàn không dung nhập vào cuộc sống của bọn họ. Luôn cảm thấy bọn họ nói chuyện mình đang bị bài xích. Thật khờ, thật ngốc. Hân Nguyệt, ăn nhiều một chút đi, sau này thiết kế cái gì, cho cơ thể thoải mái hãng nói, không cần để ý đến anh con, nó và ba nó giống nhau như đúc, đã là công việc thì sẽ điên cuồng. Mẹ Lâm gắp thức ăn cho tất cả từ lớn tới bé, đến phiên Hoàng Hân Nguyệt càng thêm đau lòng. Món ăn trong bác kia cũng có thể chất thành núi rồi. Dạ, cảm ơn bác gái. Thiếu chút nữa Hoàng Hân Nguyệt cảm động rơi nước mắt. Gia đình như vậy, đời này nhất định cô sẽ trân trọng thật tốt. Bởi vì Lâm Lão Thái Gia tuổi đã lớn cho nên đi trồng răng già, bây giờ chỉ có thể ăn thức ăn lòng. Cho nên mẹ Lâm múc thêm một chén cháo nữa đưa tới trước mặt ông, đã bị Lâm Lão Thái xua đi ăn cơm. Hôm nay trong lòng cha có vẻ rất vui mừng, ba vui mừng à, mẹ lâm ở trước mặt lâm lão thái gia sống như một đứa con nít lâm lão thái gia gật gật đầu một cái lộ ra mấy cây răng từ đầu tới cuối lâm vĩnh mặc chỉ mỉm cười nhưng hoàng hân nguyệt nhìn thấy hốc mắt anh ửng đỏ đã biết hết tất cả chỉ có trải qua cái chết một lần mới hiểu được cảm giác bây giờ là ấm áp cỡ nào cảm tạ trời xanh để cho bọn họ có thể làm lại một lần nữa đền bù phần tình cảm thiếu sót kia một nhà ăn bữa cơm thật vui vẻ, sau khi ăn xong thì đi qua phòng khách ăn trái cây. Trước kia, Hoàng Ngân Nguyệt cơm nước xong đều trực tiếp đi lên lầu, rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, cũng rất ít giống như bây giờ cùng bọn họ ăn trái cây trò chuyện vui vẻ. Một lát sau, điện thoại di động của Lâm Vĩnh Mạc vang lên, nhận điện thoại xong, Lâm Vĩnh Mặc cũng không kiêng dài người nhà, nhìn Hoàng Hân Nguyệt nói: "Anh Tân Duy vừa gọi điện tới, nói nhà trò em đã dọn dẹp xong." hơn nữa trước nhà có lắp một cái camera có thể chứng minh ngày đó vương tiếu vân đi vào phòng trọ của em ngày mai chúng ta chính thức khởi tố cô ta anh và anh tân duy vừa mới thương lượng em cũng không cần ra mặt cụ thể bây giờ anh đưa em trở về nói chuyện với anh ấy một lúc có được không nhưng mà em muốn tự tay đưa vương tiếu vân vào ngục giam hoàng hân nguyệt muốn nói như vậy đã bị lâm vĩnh mặc cắt đứt anh nhìn cô thật sâu một cái mở miệng nói bây giờ em đã có đứa nhỏ một khi lên tòa án cảm xúc nhất định sẽ rất kích động, nếu kích động ảnh hưởng đến bà bảo thì làm thế nào?" Động tác Hoàng Hân Nguyệt dừng một chút, Lâm Vĩnh Mặc tiếp tục nói. "Quan tòa không biết sẽ xử trong bao lâu, chúng ta còn phải kết hôn, đến lúc đó em chỉ cần chuyên tâm cùng với mẹ chuẩn bị hôn lễ của chúng ta là được rồi." "Tiểu tử, cha đây còn chưa đồng ý đâu." "Không có tiền đồ, người còn chưa cưới vào cửa cứ sự rỗ như vậy, sau này làm chủ gia đình như thế nào được?" Cha Lâm tức giận, hừ lạnh một tiếng. Cảm xúc Hoàng Hân Nguyệt vừa mới buồn bực đã bị cha Lâm làm cho buồn cười, cảm thấy tốt hơn một chút. Suy nghĩ, đưa Vương Tiểu Vân vào ngục giam vẫn không quan trọng bằng đứa nhỏ. Huống chi đứa bé này chính là sinh mệnh của hai người bạn họ. Lâm Vĩnh Mặc thấy Hoàng Hân Nguyệt gật đầu, lúc này mới thở ra một hơi. Quay đầu, đã thấy ánh mắt cả nhà đang nhìn anh. Cảm thấy sao lại kỳ quá như vậy? Vừa nãy nhìn thấy mẹ Lâm ám hiệu chỉ chỉ cha Lâm, rốt cuộc anh cũng bừng tỉnh hiểu ra cười nói. ra ra ba, mẹ, anh trai, chị dâu, tiểu hữu, Hân Nguyệt mua quà tặng cho mọi người, đang ở trên xe con, con vừa mới nhớ ra, bây giờ con đưa cô ấy về nhà trước, sau đó quay lại tặng quà mọi người nhé. Vừa ra khỏi cửa Lâm ra, Hoàng Hân Nguyệt đã cười không ngừng, nói Lâm Vĩnh mặc chạy trối chết cũng không quá đáng. Một người đàn ông mà lại đi dụ dỗ vợ Tức giận là mẹ không phải sao? Tại sao mới vừa rồi, sắc mặt cha Lâm thì đen thui như củi, mà mẹ Lâm lại gương mặt tươi cười như một đóa hoa chứ? Lâm Vĩnh Mặc đưa Hoàng Hân Nguyệt về, chào hỏi cha mẹ Hoàng ở phòng khách một tiếng, sau đó cùng với Hoàng Tân Duy tiến vào thư phòng. Chưa tới hai tiếng đã đi về. Về cuộc nói chuyện bên trong, Hoàng Hân Nguyệt cũng không biết bọn họ nói về cái gì. Chỉ biết là mấy hôm nữa Cha mẹ nhà họ Lâm hẹn gia đình nhà cô ra ngoài ăn cơm với nhau Cô mới phản ứng được Lúc này bụng cô đã lộ ra một chút ít Ở trên bàn cơm Cha mẹ Lâm đã trực tiếp quyết định Chuyện hôn sự của bọn cô Kế tiếp Cha mẹ hai bên nói cho cô biết Mỗi ngày cô chỉ cần ăn và ngủ Chăm sóc tốt chính mình là được Chuyện hôn lễ cứ để cho mẹ hai bên lo là được rồi Cha mẹ Hoàng là giáo viên đã về hưu, là người tương đối ôn hòa, hơn nữa cũng rất thân thiện nhà các cô nói y như trong chuyện cũng không quá đáng không yêu cầu cũng không phải ít sinh lễ đám hỏi đám cưới đều không thể thiếu nhà trai có yêu cầu gì nhà gái có yêu cầu gì những thứ này hoàng hân nguyệt cũng không cần để ý tới nhiều như vậy là được bởi vì kiếp trước hôn lễ của bọn họ rằng co suốt một tháng liền khi đó cô cũng tham gia trong đó có ngọt có khổ nhưng mà khổ cực nhiều hơn đời này khó lúc được nhẹ nhõm như vậy dĩ nhiên cô phải mặc kệ mấy ngày nay lâm vĩnh mặc cũng bận rộn tới nỗi chân không chạm đất phải sắp xếp chuyện của công ty còn phải cho người điều tra chuyện đêm hôm đó khởi tố vương tiếu vân cũng đủ làm anh mệt mỏi rất nhanh ngày kết hôn của bọn họ đã được quyết định bởi vì bụng của hoàng hân nguyệt càng ngày càng lớn bọn họ định vào ba ngày sau hoàng hân nguyệt nghe được cũng không bày tỏ ý kiến gì gật đầu một cái hiếm thấy chính là Lâm Vĩnh Mặc lại hỏi. Có chút gấp quá hay không? Bị mẹ Lâm trợn mắt trừng đi về, mà mẹ Hoàng là hài lòng gật đầu một cái, cười giải thích cho anh. Bụng của Hân Nguyệt càng ngày càng lớn, không nhanh chọn ngày sẽ lộ bụng bầu, ngày mai mặc thử áo cưới, còn có chụp hình đám cưới, dù sao các con đã sớm làm giấy hôn thú rồi, cũng không kém, đúng không bà Thông gia? ờ ừ, bà thông gia nói đúng rồi Tôi vừa mới nhìn thấy màu sắc lễ phục kia có chút đàm đạm Chúng ta đi qua xem một chút Nói xong, hai người mẹ đại nhân thật cao hứng chạy đi nhìn màn tre Lâm Vĩnh Mạc ngồi vào bên cạnh Hoàng Hân Nguyệt vuốt cái mũ của cô một cái đùa dỡ nói Cũng không giúp một tay, nhìn anh bị mẹ sai khiến thôi Khó có lúc được nhìn họ vui mừng như vậy Anh không biết chứ Bởi vì tối hôm qua ba em và ba anh bàn bà quyết định Thiếu chút nữa đánh nhau đấy Lúc này, bọn họ ngồi ở phòng khách trong tiệm áo cưới. Bởi vì hôn lễ của bọn họ nên mấy ngày nay thường xuyên đi lại, lại là ở cùng một chung cư, đi vài bước trên đường đã đến. Đúng vậy, cuộc sống như thế là không dễ dàng chút nào. Hoàng Hân Nguyệt nằm lấy tay của anh, thản nhiên nói. Đừng suy nghĩ nhiều quá. ừm, em hãy chăm sóc tốt chính mình. Nói xong, sờ sờ khuôn mặt mập mạp trẻ con của cô cười nói anh đi trước công ty còn có việc đợi lát nữa em và hai mẹ bọn họ xem học cưới xong phải đi thẳng về cùng họ biết không biết rồi đi nhanh đi hoàng hân nguyệt phát phát tay với lâm vĩnh mặc lâm vĩnh mặc thấy cô không chút do so dự đuổi anh đi có chút không vui đòi hôn cô một cái nói với hai người mẹ một câu đã vội vã đi hoàng hân nguyệt ngồi chờ ở phòng khách thật lâu cũng không thấy hai mẹ trở lại lúc này mới vội vàng đứng lên đi ra ngoài Chờ đi đến ra bên ngoài đã nghe được một giọng nói trách mắng quát lớn quen thuộc thì cô nghi ngờ đi về phía đó. Liếc mắt đã thấy dân chúng vây quanh hai mẹ và một cô gái lôi lôi kéo kéo cô ngẩn người vội vàng tiến lên hỏi mẹ, bác gái, đây là thế nào? Ba người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn cô Hoàng Hân Nguyệt thấy một người trong đó ánh mắt hung ác Vương Tiểu Vân còn dây dưa không rõ nữa chứ Mẹ Lâm hất tay Vương Tiểu Vân ra nói với mẹ Hoàng À thông gia, sau này không cần khách khí đối với loại người như thế, bảo vệ nơi này đâu rồi? Để người như thế này tới quấy rầy chúng tôi, còn ra thể thống gì nữa. Vương Tiểu Vân thấy Hoàng Hân Nguyệt xuất hiện, trong mắt thoáng qua ghen tị oán hận, đủ loại tâm tình đan xen tiến vào trong đầu của cô. Nhất thời, cô tức giận mở ra một phong bì, ném tất cả hình lên người Hoàng Hân Nguyệt, lập tức dân chúng vây quanh xôn xao một mảnh. Chỉ thấy trong hình có hai người Trần Trường đang ôm nhau. Nữ đúng là Hoàng Hân Nguyệt Nhưng mà nam không phải là Lâm Vĩnh Mặc Mẹ Hoàng liếc mắt nhìn qua Nhất thời trước mắt biến thành màu đen Vương Tiểu Vân quyết định bất cứ giá nào Cô không muốn nghe kế sách gì đó của Lý Hồng Vũ Tại sao tất cả mọi thứ đều hướng về Hoàng Hân Nguyệt Tại sao chứ Cô nhất định phải làm cho Hoàng Hân Nguyệt thân bại danh liệt Nhìn xem Những hình này kích thích cỡ nào Đám người này đều có tiền Nhất định cô phải làm cho Hoàng Hân Nguyệt Không ngóc đầu lên được nữa Vị tiểu thư này, tấm hình ghép rất thật, nhưng mà cổ áo hình như hơi quá rồi, ngay cả quần áo cũng biến màu rồi sao? Mẹ Lâm nhặt tấm hình lên, nghi ngờ nhìn về phía Vương Tiểu Vân. Mẹ Hoàng được Hoàng Hân Nguyệt đỡ, nghe được lời nói của mẹ Lâm, lập tức đứng lên. Vốn là nhiều người, bà không thể nổi giận với Hoàng Hân Nguyệt, chỉ cảm thấy nuôi con gái nhiều năm lại bị hủy. Một khắc kia không chỉ là đau lòng, còn có tuyệt vọng. Bây giờ nghe chuyện cũng không phải như vậy Bà tức giận nhìn về phía Vương Tiểu Vân Bác gái Bác phải nhìn rõ ràng Biết đâu cái kia của hàng Hân Nguyệt Cũng không phải là máu thịt của lâm gia các người Phải biết sự nghiệp của lâm gia của các người rất lớn Bị người khác tính toán cũng không phải là ít Trong mắt Vương Tiểu Vân Lộ ra tia diễu cợt Để cho người vây xung quanh càng thêm tin lời của cô Không phiền Tiểu Thư lo lắng Hay là chúng ta nên nói về tấm hình này một chút thôi Nhất định cô sẽ không biết tại sao tôi lại khẳng định những tấm hình này là ghép đúng không? Mẹ Lâm lộ vẻ uy nghiêm, không đợi Vương Tiếu Vân trả lời tiếp tục nói. Áo sơ mi này là số lượng hạn chế trên quốc tế, là nhà thiết kế nổi tiếng của nhà thiết kế Leo. Lúc ấy, cô ấy chỉ thiết kế đúng 3 cái, hơn nữa mỗi một cái đều sẽ không giống nhau. Cổ áo có một mẫu chữ L, có thấy không? Sắc mặt Vương Tiếu Vân trắng bệch, mẹ Lâm tiếp tục nói. Bộ quần áo này là tôi mua cho con trai của mình, Vị tiểu thư này cô còn có lời gì muốn nói không? Trong tiệm áo cưới này ai mà không có thân phận có địa vị hơn nữa cũng đã trải qua sự đời. Ngay đến đó ánh mắt những người vây xem từng người một nhìn về phía Vương Tiểu Vân ý vị không rõ. Hân người Đà chúng ta đổi qua chụp ảnh áo cưới đi tiệm này là bác được một người bạn bác giới thiệu nói là luôn có mẫu đẹp không nghĩ tới lại làm con chịu uất ước. Lời của mẹ Lâm cứng rắn Mới vừa nói xong, không đợi Hoàng Hân Nguyệt nói gì, hai vệ sĩ vừa đi ra ngoài mua đồ ăn cũng trở lại. Lâm gia cũng có vệ sĩ riêng đi theo, cho nên ở khu chung cư kia đều là bảo vệ dưới sự quản lý của Lâm gia. Tất cả nhân viên bảo vệ bên trong đều là vệ sĩ của Lâm gia huấn luyện ra để bảo vệ, mà những người khác trong Lâm gia khi ra cửa đều có hộ vệ đi theo, chỉ có Lâm Vĩnh Mặc là ngoại lệ, anh không thích mỗi ngày đều có người đi theo cho nên mới dễ dàng để cho người khác có cơ hội thiết kế. Phu nhân, đã xảy ra chuyện sao? Hai vệ sĩ chẳng qua chỉ đi ra ngoài mua ít đồ, mẹ Lâm cũng thuận tiện để cho bọn họ đi ra ngoài ăn một chút gì đó rồi trở lại. Không nghĩ tới, bọn họ rời đi một chút đã xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, sắc mặt Vương Tiểu Vân đã thái nhợt, trong lòng căm hận Lý Hồng Vũ muốn chết. Những hình ảnh kia đều là của Lý Hồng Vũ. Ban đầu mục tiêu của cô là thiết kế Hoàng Hân Nguyệt nhưng mà cô lại không hề biết Lý Hồng Vũ lại tìm tới người đàn ông có bối cảnh cường đại như vậy hôm nay Lý Hồng Vũ giao hình cho cô hơn nữa nói cho cô biết nhân lúc không có người đưa những tấm hình này giao cho Lâm Phu Nhân chỉ có làm như vậy Lâm Phu Nhân mới hoài nghi nhưng mà bây giờ thì sao Lý Hồng Vũ đáng chết phiền cậu báo cảnh sát bị tiểu thư này xâm phạm con trai của tôi xâm phạm việc riêng tư của con dâu của tôi còn tưởng là uy hiếp chúng tôi nữa cơ Tất cả mọi người nơi này đều làm nhân chứng. Lời của mẹ Lâm khiến người Vây Xem gật đầu một cái, mẹ Lâm cũng chỉ cười cười, cũng không nói thêm gì nữa. Lâm gia giống như Vương Tiếu Vân nói vậy, sự nghiệp rộng lớn, bọn họ vội vàng định hót lấy làm còn không kịp, lúc này có thể đi theo Lâm gia, sau này gặp mặt cũng dễ nói chuyện hơn. Sắc mặt Vương Tiểu Vân thay đổi càng thêm khó coi, Hoàng Hân Nguyệt đỡ được mẹ Hoàng lúc này vẫn đứng bên ngoài, mà một người bảo vệ khác cũng đứng bên cạnh cô. Một người khác đứng bên cạnh mẹ Lâm báo cảnh sát Chuyện có chút kịch tính Cũng gây to lớn Người phụ trách tiệm chụp ảnh áo cưới cũng vừa chạy tới Thấy cảnh như vậy Làm sao lại không hiểu Vội vàng chạy tới xin lỗi với mẹ Lâm Mẹ Lâm cũng chỉ liếc mắt lạnh mặt một cái Không lên tiếng Ngược lại, cơn tức giận của Vương Tiểu Vân vừa lên Lại thêm trong lòng hốt hoảng làm bất trí Xông tới bên người Hoàng Hân Nguyệt Lúc Hoàng Hân Nguyệt thấy Vương Tiểu Vân xông lại Thì cô đang đỡ mẹ Hoàng nếu như lui về phía sau mẹ hoàng sẽ bị cô kéo ngã xuống cũng chỉ trong thời gian nháy mắt vệ sĩ bên người hoàng hân nguyệt đã chế trụ được vương thiếu vân hoàng hân nguyệt thở ra một hơi mẹ lâm vội vàng chạy tới bên người hoàng hân nguyệt lôi kéo hoàng hân nguyệt nhìn hai bên một cái hỏi không sao chứ hoàng hân nguyệt lắc lắc mẹ lâm vội vàng ý bảo một nhân viên đang làm việc trong đó đỡ mẹ hoàng đến bên kia nghỉ ngơi Hoàng Hân Nguyệt đi tới bên cạnh Vương Tiểu Vân Lúc này Vương Tiểu Vân bị vệ sĩ áp chế trên mặt đất Hoàng Hân Nguyệt nhìn cô ta bĩu môi một cái Nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười xinh đẹp diễm lệ Vương Tiểu Vân Không phải cô bị tòa án triệu tập rồi sao Thế nào còn có can đảm chạy tới đây làm loạn Chẳng lẽ cô còn ngại danh tiếng mình chưa đủ thối sao Hoàng Hân Nguyệt Cái con tiện nhân này Mày sẽ không được chết tử tế Nếu không phải mày trộm luận văn tốt nghiệp của tao Lấy bản thiết kế bình thường cho tao đi nộp Tao sẽ bị nhà trường đuổi sao Mày sẽ được như ý sao Tôi bắt cô nộp những thứ đồ bỏ đi đó sao Đúng rồi quên nói cho tôi biết Tôi chính là nhà thiết kế layer Hoàng Hân Nguyệt vừa mới nói xong Bên cạnh đã có người bàn luận Wow nhà thiết kế khuy áo được khen thưởng quốc tế đó sao Ngay cả nhà thiết kế nổi danh quốc tế Cũng muốn chạy đến nhà thiết kế layer Để chế tạo khuy áo đấy Chúng ta vẫn hay tò mò, Leo sẽ như thế nào, thì ra là nữ thần vui vẻ như vậy. Đúng vậy, nghe nói Lê ơ không chỉ thiết kế khuy áo rất sinh động cô còn thiết kế cho báo nữa còn cả mớ thiết kế bên trong phòng nữa Thật sự... Hoàng Hân Nguyệt nghe được tiếng bản luận xung quanh trên mặt nở nụ cười nhạt nhạt tiếp tục nhìn Vương Tiếu Vân nói Vương Tiếu Vân, cảm giác bị người khác lợi dụng như thế nào? Cô thật sự rất ngu, thế mà lại cầm hình của người khác đưa cho Hoàng Hân Nguyệt nói một nửa rồi dừng lại mỉm cười đi tới bên cạnh mẹ Lâm Theo mẹ Lâm đi đến một phòng nghỉ ngơi nhưng mà ánh mắt chợt lóe lên càng làm cho người ta đoán không ra ý nghĩ vương tiểu vân lộ ra ánh mắt tuyệt vọng nghe được lời và ánh mắt của hàng hân nguyệt lại nghe giọng nói ở mỹ xung quanh thì ra cô ta chính là nhà thiết kế lai ơ sao hàng hân nguyệt tại sao cô không chết đi cảm xúc vương tiểu vân ghen tị đan xen với oán hận quanh quẩn một chỗ cảnh sát đã lập tức tới bọn nó áp giải vương tiểu vân đi những người khác cũng giải tán theo hôm sau tất cả mọi người đều biết con dâu mới vào cửa của lâm gia là nhà thiết kế layer mỗi người đều nói kiếp trước nhà họ lâm tích đức lắm mới có được một người con dâu như vậy hoàng hân nguyệt rất hài lòng khi nhìn thấy kết quả như vậy kiếp trước cô gả vào lâm gia có rất nhiều người đều nói cô không dứng làm con dâu lâm gia hơn nữa còn nói cô rất tệ nói cô thành cái gì mà chim sẻ biến thành phượng hoàng nữ yêu tinh cái gì cũng có Kiếp trước, cô không quan tâm những thứ hư vô này, cũng không quan tâm đến những lời nói này, lại để cho rất nhiều người coi thường Lâm Vĩnh Mặc, coi thường cô. Mặc dù Lâm Vĩnh Mặc có nói, chỉ cần anh biết cô tốt là được, mặc kệ những người khác nói như thế nào, cũng không có liên quan gì tới bọn họ. Nhưng bây giờ làm lại từ đầu, cô không muốn bởi vì cô mà Lâm Vĩnh Mặc bị người ta nói, rất không muốn. Sau này bọn họ sẽ sống may mắn hạnh phúc, chỉ là có một ít chuyện xem ra không phải đơn giản như vậy. Cho tới bây giờ, Vương Tiểu Vân sẽ không ghép hình, cũng sẽ không thể nào ghép hình chân thật như vậy được. Hoàng Hân Nguyệt nhận lấy hình từ trong tay người vệ sĩ, cười lạnh vài tiếng. Bởi vì xảy ra chuyện này, thời chụp ảnh cũng có phần trách nhiệm. Buổi chiều, mẹ Lâm sẽ để cho người sắp xếp thay đổi một phòng khác. Ngược lại, Hoàng Ngân Nguyệt lại không có ý kiến gì. Trải qua chuyện này, để cho cô nhìn một ít chuyện càng thêm chân thật. Thay đổi phòng chụp ảnh, hẹn thời gian chụp hình, hai người nhà cùng nhau ăn một bữa cơm cùng nhau chụp hình đấy là kiếp trước đời này có thể cùng nhau chụp một tấm ảnh gia đình duy nhất chụp ảnh cưới cùng gia đình xong mấy ngày sau chính là ngày buổi lễ kết hôn của lâm vĩnh mặc và hoàng hân nguyệt ngày này khách khứa đông đúc xe đến xe đi hoàng hân nguyệt mời gia phụ chính là triệu giao giao mà lâm vĩnh mặc mời rể phụ lại là, là tiểu lý phụ tá của công ty đang vui vẻ tại bữa tiệc bởi vì cô dâu có em bé cho nên không thể uống rượu. Muốn dâu phụ giúp ngăn rượu một tay. Bất kỳ ai đến, Triệu Giao Giao cũng không từ chối, nhận một ly uống một ly. Thấy cô ấy uống nhiều cũng không hề sai gì cả. Có thể thấy được cô ấy thường xuyên đi ra ngoài xã Giao cùng Hoàng Tân Duy. Tiểu Lý thấy cô ấy uống nhiều, có lòng giúp ngăn cản một phen, lại bị cô ấy từ chối. Nhị công tử của tập đoàn Lâm Thị kết hôn ai mà không tới chúc mừng cộng thêm nhà thiết kế layer nổi tiếng xuất hiện những lão sư trong ngành thiết kế cũng muốn nhìn thấy hình dáng của cô đây trước kia chỉ nghe qua chưa từng nhìn thấy layer vẫn luôn làm cho người ta có cảm giác thần bí chưa từng có ai thấy qua cô thật vất vả mới xuất hiện còn không đi gặp là rất đáng tiếc hôm nay tôi rất vinh hạnh có thể mời được các vị tới tham gia buổi lễ kết hôn của hai chúng tôi tôi và vợ của tôi hoàng hân nguyệt ở đây bày tỏ lòng cảm ơn vạn phần đồng thời còn phải cảm ơn cha mẹ hai bên cảm ơn cha mẹ tiếp theo xin mời mọi người cứ tự nhiên lâm vĩnh mặc nói xong giơ cái ly trong tay kính ly về phía mọi người hôn lễ lại tiếp tục rất nhiều người cũng là thừa cơ hội này kết giao với các nhân vật lớn người phụ trách hôn lễ này cũng rất quan trọng bởi vì hoàng hân nguyệt đứng hơi mệt giữa hôn lễ mượn cớ lui ra ngoài thật ra thì chẳng qua là muốn mượn hôn lễ lộ mặt mà thôi để cho mọi người biết một chút bằng không về sau bị người ta đụng sẽ không tốt mà Hoàng ngân Nguyệt cũng không phải là không để ý tới lần này như vậy. Hôn lễ kiếp trước và hôn lễ này cũng giống nhau. Ngày đó cô mời rượu toàn bộ, cuối cùng cũng không phải là như vậy. Chỉ là bây giờ cô đã có một thân phận khác, hơn nữa cô cũng đã có em bé, người nào cũng không dám nói gì. Tám lại, buổi lễ kết thúc, chủ nhân lẫn khách hứa đều rất hài lòng. Ngày hôm sau, Hoàng Hân Nguyệt thức dậy trong lòng ngực của Lâm Vĩnh Mặc. Lâm Vĩnh Mặc dùng cái trán đụng nhẹ cô một cái, bị Hoàng Hân Nguyệt cười né tránh. Bà xã đại nhân, buổi sáng tốt lành. Chào buổi sáng, ông xã. Nói xong, nhìn không được che miệng cười lớn. Ngày hôm nay, cô cảm thấy là một ngày rất hạnh phúc. Được rồi, rời giường thôi, bà bảo đói bụng rồi. Lâm Vĩnh Mặc đứng lên trước, hai người rửa mặt, nắm tay nhau xuống lầu. Gia Gia, ba mẹ, anh trai chị dâu, buổi sáng khỏe. Lâm Lão Thái Gia cao hứng, híp mắt, nhìn hai người họ dắt tay nhau, cười càng tươi hơn cha lâm liếc mắt nhìn một cái tiếp tục nhìn tờ báo trong tay rốt cuộc tâm tình của ông đã có thể bình tĩnh hân nguyệt tới đây tới đây ngày hôm qua ngủ có ngon không còn có các con không đi hưởng tuần trăng mặt sao không cần đâu mẹ bây giờ bụng con dần dần trở nên lớn rồi càng ngày sẽ càng mệt mỏi cũng không nên đi xa hoàng hân nguyệt vừa mới nói xong lâm lão thái gia đã vui mừng nói ừ um, hân nguyệt đỡ ra ra đi ra vườn hoa xem các loại hoa mới trồng không được ạ à, nhưng mà xa xa nếu như con đạp hư cây hoa mới trồng của xa xa thì làm sao bây giờ hoàng hân nguyệt nghiêm túc nhìn ông trong lúc cả nhà khẳng định ông trả lời không thể dẫm lâm lão thái gia lại gật đầu một cái nói không sao lần trước tiểu hữu còn lấy mấy cây hoa mới trồng của ông cầm đi cho con thỏ trắng ăn đó cả người nhà chỉ có lâm hữu nuôi động vật nhỏ đó chính là tiểu bạch thỏ Ngược lại, Ngô Văn lại biết lúc ấy lão thái gia còn cười ha ha để cho cháu ông có thêm động lực. Cha Lâm nhìn thấy đã sớm thành thói quen cháu trai và con trai không thể so sánh càng không thể so sánh với chát trai. Nếu không trẻ con nhà ông bị túng cũng chỉ có ông chịu phần. Kinh nghiệm, đó là kinh nghiệm. Khâu đi tuần trăng mặt càng tốt đi đường xa mệt mỏi không nói lỡ như đứa bé xảy ra cái gì ngoài ý muốn sẽ không tốt cha lâm vừa nói xong tất cả ánh mắt khiển trách của người nhà đã nhìn sang ông rụt cổ một cái hoàng hân nguyệt biết là cha muốn tốt cho bọn họ vội vàng nói giúp ông vâng con cũng nghĩ như vậy sau này còn có rất nhiều thời gian đi hưởng tuần trắc mật mà tốt lắm ăn điểm tâm thôi không thể để cho chắc trai ta đói bụng được tiểu hữu mấy ngày nữa là cháu nghỉ hè rồi có phải không lâm lã thái xa lại giống như một đứa trẻ đụng vào bả vai lâm hữu một cái Băng, đa ta vậy đến lúc đó chúng ta chơi cái gì nào chơi đụng xe hay là chơi vọc nước nhảy xa lâm lão thái nói ra từng lời làm cho người nhà lo lắng sợ hãi bọn họ đều nhất trí nhìn về phía lâm hữu chỉ sợ cậu bé cái gì cũng đồng ý hết ra ra khi nghỉ hè tao muốn đi nhà bà ngại trước sau đó sẽ quay lại tìm ra ra chơi lâm hữu vỗ vỗ cánh tay của lâm lão thái an ủi đối với lời nói của hai ông cháu bọn họ ngược lại những người khác không nói gì nhưng mà cha lâm lại để tờ báo xuống ngẩng đầu lên nhìn về phía con trai lớn của mình nghỉ hè các con muốn đi ra ngoài chơi sao vâng ba chỉ là vẫn còn đang thương lượng đến lúc đó ông nội và tiểu hữu đang muốn hỏi ba và mẹ có muốn đi cùng hay không em trai hân nguyệt các em cũng đi chứ lâm vĩnh văn để muỗng xuống lau miệng nhìn bạn họ hỏi không được anh trai em và hân nguyệt sẽ ở lại giữ nhà anh và ông nội ba mẹ đi là được rồi Lâm Vĩnh Mặc múc thêm một chén cháo nữa cho vợ mình, ngẩng đầu lên trả lời. Hân Nguyệt có thai, ngược lại trong nhà phải có người chăm sóc, nhưng mà lúc này vừa mới kết hôn, lại bỏ con bé đi ra ngoài chơi, cái này nên sao? Mẹ Lâm bắt đầu so dự. Các con cứ thoải mái đi ra ngoài chơi, ông già rồi không đi với các con đâu. Lâm lão thái gia nhìn tương đối rõ ràng mọi chuyện, người đã già, đến nơi đó cũng không có sức lực. Mẹ, mẹ và cha cũng thật lâu rồi không đi ra ngoài nghỉ phép, yên tâm đi ở nhà còn có chị vương nếu không còn không phải là còn thím triệu sao lâm vĩnh mạc thấy mẹ đang băn khoăn lập tức đã hiểu được chị vương chính là người giúp việc trong nhà phụ trách ba bữa cơm mà thím triệu là quản gia cũng là vợ của chú triệu tài xế lái xe phụ trách tất cả chi tiêu lớn nhỏ trong nhà mẹ con không sao mẹ và ba cùng mọi người đi ra ngoài chơi đi hoàng hân nguyệt vội vàng bảo đảm mẹ lâm mỉm cười gật đầu một cái còn không phải là nói một câu, thảo luận một câu, đến lúc đó xem xem. Mẹ nói, không biết ba các con, đến lúc đó có thời gian hay không đấy. Bà Lâm bị mẹ Lâm trách móc một phen, vội vàng bảo đảm nói. Bà xã, anh nhất định sẽ để cho thư ký sắp xếp, sẽ có thời gian trống mà. Bởi vì lời nói của cha Lâm mà cả nhà âm thầm cười trộm, bữa ăn sáng kết thúc trong tiếng cười vui vẻ như vậy. Sau bữa ăn sáng, cả nhà Lâm ra người đi làm thì đi làm, người đi học thì đi học. Lâm Vĩnh Mặc cũng không thể nào vì kết hôn mà nhàn rỗi Trong đầu anh còn có mấy chuyện còn chưa xử lý Chuyện đầu tiên dĩ nhiên là sẽ vụ kiện Trương Tiếu Vân Trước đó từ trong miệng Vương Tiếu Vân đã lấy được một chút đầu mối Những hình ảnh uy hiếp Hoàng Hân Nguyệt kia đều là Lý Hồng Vũ đưa cho cô ta Theo đầu mối này đúng thật là tra ra được không ít chuyện Đi đường cẩn thận nhé Hoàng Hân Nguyệt phất phát tay với Lâm Vĩnh Mặc đã quay người đi vào nghe nói là có thai đi lại nhiều đến lúc sinh sẽ dễ dàng hơn hoàng hân nguyệt đi tới phía sau vườn hoa liếc mắt đã thấy chiếc ghế xích đu kia cô từ từ ngồi xuống lúc này thím triệu đi tới xót một trái nước cho cô hỏi thiếu phu nhân còn có cái gì cần phân phó không hoàng hân nguyệt nhìn về phía thím triệu chỉ thấy người vừa tới cả người một màu đen trên đầu cài một cái cài tóc lông mày cong cong ánh mắt màu đen cả người thoạt nhìn có chút nghiêm túc trong tay bê một cái khay, lúc này đang nhìn về phía hoàng hân nguyệt quan tâm hỏi cảm ơn thím triệu có thể lấy bút và ta bản vẽ ở trên bàn ăn trên phòng khách cho con không? đó là cô mới vừa nhờ lâm vĩnh mặc lấy từ trên lầu xuống vừa mới đưa lâm vĩnh mặc ra cửa tiện tay cô đặt ở trên bàn ăn luôn có thể thím triệu gật đầu đã quay người đi số người sống ở lâm gia có vẻ rất đơn giản nghe nói thuê quá nhiều người lâm lão thái gia sẽ cảm thấy phiền cho nên chỉ có một mình chị Vương phụ trách ngày ba bữa cơm, thím triệu quản gia, chú triệu lái xe. Lúc khác đều là thuê người tới đây quét dọn. Yên tĩnh như vậy, quả thật rất đơn giản. Rất nhanh, tập bạn vẽ đã đến trong tay Hoàng Hân Nguyệt. Kiếp trước, Hoàng Hân Nguyệt không thích tiếp xúc với thím triệu. Cô cảm thấy thím thẩm này có chút âm trầm, hơn nữa rất ít nói. Bây giờ trùng sinh trở lại, cô phát hiện thím triệu không chỉ sắp xếp tất cả mọi chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ trong nhà họ Lâm, ngay cả từng chút chuyện nhỏ cũng đều chăm sóc cô nói không khổ cực đó là gạt người cảm ơn thím triệu thím cũng bận rộn cả buổi sáng rồi đi nghỉ ngơi chút đi lời nói của hoàng hân nguyệt khiến thím triệu đứng đối diện ngẩn người nhưng mà rất nhanh bà đã hồi phục tinh thần gật đầu một cái đi xuống hoàng hân nguyệt cầm bản vã lên nhìn về phía vườn hoa hít một hơi thật sâu mùi hoa cỏ thơm ngát nhất thời tâm tình sàng khoái hân nguyệt cháu vẽ tranh ở đây sao vừa đúng lúc ông già này đến chơi cùng cháu hoàng hân nguyệt quay đầu vừa nhìn thấy quần áo người tới cười ha ha người vừa tới mặc một cái áo tay ngắn đầu đội nón cỏ cổ quàng một cái khăn lông ống quần sắn lên dưới chân đi một đôi dép vải màu xanh biếc nhìn quần áo như một bác nông dân rốt cuộc lại giờ trao rồi hoàng hân nguyệt cười người đối diện cũng không giận chẳng qua là chờ cô cười đủ rồi mới hỏi thế nào Cả người ra ra được như thế này phải tìm ở trên web thật lâu mới tìm được đấy. Hoàng Hân Nguyệt thật ra không muốn châm chọc đâu thì cũng không phải là ông nội tìm thật lâu mà học cách mua đồ trên mạng thật lâu thật không thể không nói rõ chân tướng. Ra ra ông xác định cả người như thế này đi trồng hoa rất nhẹ nhàng khoan khoái sao? Bút trong tay Hoàng Hân Nguyệt dừng một chút ông cụ khoát khoát tay vừa đi về phía cỏ hoa tâm can bảo bối của mình vừa nói để cho cháu thử cháu sẽ biết thôi ông nội cháu hiểu mà lát sau hoàng hân nguyệt lại hỏi ông nội ông muốn uống nước không sương còn chưa khô mà uống nước gì cháu lo vẽ của cháu đi lâm lão thái nói xong lại quay người vào trong nhà kính trồng hoa bên cạnh lấy ra công cụ tiếp tục quay người lại vùi đầu vào làm sau vườn lâm ra có rất nhiều hoa cỏ mà lúc lâm vĩnh mặc làm bộ ghế này là đặt ở dưới bóng râm cây đại thụ cho nên bây giờ Hoàng Hân Nguyệt ngồi ở chỗ không có ánh nắng mặt trời chiếu vào. Ngược lại, ông nội phơi nắng ở dưới ánh nắng mặt trời. Hoàng Hân Nguyệt lấy bản vẽ ra, nhìn gò má lâm lão thái ra, mắt nhìn tay đã vẽ ở trên tờ giấy trắng. Ánh nắng mặt trời buổi sáng cũng không phải là mạnh như vậy. Cứ như vậy, một già một trẻ, mỗi người ngồi ở một chỗ, im lặng, đợi buổi sáng trôi qua, Lúc nghỉ ngơi, Hoàng Hân Nguyệt lấy bản vẽ vừa mới vẽ, đưa cho Lâm Lão Thái nhìn. Rõ ràng Lâm Lão Thái ngẩn người, sau đó bưng một ly nước lên uống một hớp. Sau khi xem xong, lại đưa cho thím triệu đang đứng bên cạnh rót nước giúp ông. Bà triệu xem một chút này, cháu dâu ta vẽ không tệ đấy chứ. Ừ, rất chân thật. Thím triệu nhận lấy nhìn, lúc nói vẻ mặt vẫn không có chút thay đổi nào có thể được thím triệu khẳng định khen ngợi lâm lão thái càng thêm đắc chí ông để ly nước xuống nói chút nữa bảo người ta là một khung hình lồng nó vào lâm lão thái ông xác định vẻ mặt không biểu cảm của thím triệu là đang khen ngợi chứ còn là khen thưởng tranh kia nữa mồ hôi của hoàng hân nguyệt tuôn ra không ngừng Ra ra của con ơi ông có cần phải khoa trương như vậy không nhưng mà khó được lúc ông cao hứng như vậy hoàng hân nguyệt cũng sẽ bồi theo ông Bên này một già một trẻ vô cùng vui vẻ mà đổi thành một bên khác Lâm Vĩnh Mặc lại không vui vẻ như vậy. Mày anh nhíu chặt cầm tài liệu trên bàn nhìn thoáng qua lại nặng nề thả xuống. Lâm Tổng, căn cứ theo tài liệu này mấy năm nay có rất nhiều khách hàng của Lý Gia đều chuyển sang bên Lâm Thị chúng ta. Còn có bây giờ Lý Gia vẫn chưa xác định người thừa kế. Thư ký triệu nhìn sắc mặt càng ngày càng đen của ông chủ nhà mình không thể làm gì khác hơn là dừng lại nhìn anh một cái Tiếp tục Vẻ mặt Lâm Vĩnh Mặc không chút thay đổi Chỉ cần càng tức giận Anh lại càng tỉnh táo Đây cũng là một trong những điều kiện để làm người quản lý Ông cụ bên nhà Lý Gia cũng đã từng nói Chỉ cần là con ông Có thể lúc ông còn sống kiếm được số tiền mà ông hài lòng Có năng lực được ông công nhận Là có thể thừa kế tất cả sản nghiệp của Lý Gia Bao gồm con riêng ở bên ngoài sao Bên ngoài, Lâm Vĩnh Mặc có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong đã nổi giận đùng đùng. Nghĩ tới chuyện kiếp trước, trái tim của anh tràn đầy cam phẫn. Kiếp trước, Lý Hồng Vũ đến làm việc ở công ty của anh. Lúc mới bắt đầu, anh cũng không chú ý tới anh ta. Nhưng mà không lâu sau, anh ta bày ra thiết kế thiên phú của mình. Ở Lâm Thị, chỉ cần có tài năng, nhất định sẽ không bị vùi dập. Lý Hồng Vũ, người này nhìn như tao nhã lịch sử, thật ra thì lại che giấu bên ngoài. Là một người có dã tâm bừng bừng, không cam lòng sống an phận. Nhưng mà anh ta che giấu mình rất tốt, thậm chí lừa được mọi người bao gồm cả anh. Người như vậy có lòng cầu tiến không đáng sợ, đáng sợ chính là không ngừng đạp lên thân thể người khác để đi lên, coi người khác như hòn đá kê chân, có tài thì thế nào, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đạo đức giả, không chừa mọi thủ đoạn nào mà thôi. Trong tài liệu cũng không xác định rõ, nhưng mà tôi đoán có thể được lý ra thừa nhận con riêng, nhất định có chỗ hơn người. Lời của thư ký Triệu khiến Lâm Vĩnh Mặc trầm mặc một hồi, phải biết thân là con riêng thì nhất định sẽ bị lộ chuyện, không chỉ có không được mọi người thừa nhận, càng không được người con dòng chính chào đón. Kiếp trước, Lý Hồng Vũ thật đúng là lợi hại. Khóe miệng Lâm Vĩnh Mặc cười lạnh. "Thư ký Triệu, tôi để cho cậu phái người đi điều tra người Lý Hồng Vũ này, bây giờ tra như thế nào rồi?" Hai tay Lâm Vĩnh Mặc vô ý thức nắm tờ giấy trong tay, ngón tay đã dần trắng bệch cũng không thấy anh buông tay ra. Có thể thấy được lúc này anh đang cố gắng khống chế tâm tình của mình. Trong tài liệu không có nói tới cha của Lý Hồng Vũ, chỉ biết mẹ cậu ta đã mất từ sớm. Mấy năm nay, có thể hoàn thành việc học đều dựa vào chính mình tự làm thêm ngoài giờ. Còn có, luôn nhận được học bổng ở trường học. Phải người theo dõi cậu ta 24 trên 24, có cái gì khác thường lập tức báo cho tôi biết. Mấy ngày nay cậu khổ cực rồi, cho cậu nghỉ nửa ngày. Cảm ơn Lâm Tổng, không có chuyện gì tôi ra ngoài trước. Mặc dù thư ký triệu rất nghi ngờ tại sao ông chủ lại đối tốt với một nhân vật cực kỳ bé nhỏ như mình nhưng mà anh cũng sẽ không hỏi. Lúc thư ký triệu đi tới cạnh cửa Lâm Vĩnh mặc lại tiếp tục giao phó. Đúng rồi, nếu như Lý Hồng Vũ đến Lâm Thị nộp đơn cậu tùy tiện tìm một cái cớ cho cậu ta rớt. Tôi đã hiểu. Thư ký triệu thuận tay đóng cửa lại anh lại liên tưởng đến ông chủ hỏi chuyện của Lý Gia Lý Hồng Vũ, người này cũng họ Lý, chẳng lẽ... Ý niệm này chỉ chợt thoáng qua, rất nhanh đã bị anh xóa đi, có một ít chuyện nên im lặng là vàng. Nếu ông chủ đã cho mình nghỉ nửa ngày, vậy cũng nên buông lỏng một chút. Nghĩ tới buổi sáng ra cửa, vẻ mặt em họ có chút kỳ quái, còn có bộ dáng ấp úng, anh đã cảm thấy rất lạ. Phải biết, chú lại giao em họ cho anh chăm sóc, nếu em họ mất đi một cọng tóc, về nhà anh sẽ chết không chỉ có ông nội bà nội còn có cặp vợ chồng yêu thương con gái còn có cô chú nghĩ tới bị đánh là anh lạnh run quên đi hay là trở về tìm em họ đã nghĩ tới đây anh vội vàng cầm chìa khóa xe rời khỏi lâm thị lâm vĩnh mặc đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu nhìn dòng người xe cộ phía dưới như một con kiến nụ cười lạnh đọng trên mặt rõ ràng cả phòng làm việc ấm áp như vậy nhưng mà nhìn cả người anh lại có chút âm trầm Thời đây là kết thúc phần 2 của bộ truyện Vợ Hiền của Tổng Tài rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Top Truyện Hay nghe mê say đăng ký ngay. Vì vậy, các bạn cũng đừng quên nhấn like và subscribe kênh để ủng hộ Top Truyện Hay nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong phần cuối của bộ truyện này.